Bạn đang nghe sách tại kênh YouTube Sách Nói Minh Triết. Chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị thân mến, mỗi chúng ta trong cuộc sống, ai cũng có những phiền muộn, những âu lo không tránh khỏi. Vì vậy, để có một đời sống an lạc, tâm hồn thanh thản, sống vui tươi với đời thì xin mời quý vị khán thính giả của Sách Nói Minh Triết nghe 100 câu chuyện triết lý này nhé. 1. Yêu quý hết thảy muôn loài. Hận thù không thể hóa giải bởi hận thù, mà bằng tình yêu. Đây là chân lý muôn đời. 2. Con không là những gì con nói, mà là những gì con làm. Một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta biết nói hay, nhưng nếu anh ta có bình an, tình yêu thương và sự dũng cảm thì anh ta mới thật sự được gọi là khôn ngoan. Một con chó tốt không phải bởi vì nó sủa giỏi. Một người tốt không phải bởi vì anh ta nói hay. 3. Bí quyết để có sức khỏe tốt chính là an trú trong hiện tại. Bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc. 4. Ai biết nhìn vào trong tự thân mình thì người đó tỉnh thức. Đạo không nằm trên bầu trời, đạo nằm trong tim. 5. Lời nói có sức mạnh vừa có thể gây tổn thương, vừa có thể trị lành. Lời nói có sức mạnh vừa phá hủy, vừa hàn gắn. Khi lời nói vừa chân thành, vừa hòa ái, chúng có thể thay đổi cả thế giới. 6. Hãy cho đi và con sẽ còn mãi. Con chỉ mất khi con còn nắm giữ. 7. Không ai có thể đi giúp ta. Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình. 8. Niềm hạnh phúc không bao giờ cạn kiệt khi ta biết sẻ chia. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. 9. Hòa nhã với tất cả. Hãy kiên trì nhường nhịn người trẻ, tử ái với người già, khuyến khích những ai đang cố gắng, khoan dung độ lượng với những kẻ làm sai và nhu nhược. Có khi trong đời, con sẽ lâm vào những hoàn cảnh ấy. Từ bi với mọi chúng sinh, không phân biệt giàu nghèo. Mỗi chúng sinh có những nỗi khổ riêng. Một số chịu khổ quá nhiều, số còn lại chịu khổ quá ít. Hãy chỉ dạy ba sự thật này cho chúng sinh: một trái tim nồng hậu, lời nói hòa ái, một cuộc đời phụng sự và từ bi là những thứ sẽ làm nhân loại đổi mới. 10. Đừng tin vào mọi thứ con được dạy phải tin. Đừng dễ dàng tin vào bất kỳ điều gì bởi vì con đã nghe thấy. Đừng dễ dàng tin vào bất kỳ điều gì bởi vì nó đã được nhiều người truyền miệng. Đừng dễ dàng tin vào điều gì bởi vì nó được ghi chép trong những cuốn sách giáo điều. Đừng dễ dàng tin tưởng điều gì vì chúng là lời của những bậc tiền bối và của thầy con. Đừng dễ dàng tin vào truyền thống bởi vì nó đã được trao truyền trong rất nhiều thế hệ. Nhưng sau những gì quan sát và phân tích, khi con thấy chúng phù hợp với lý lẽ, đưa đến điều tốt lành, đem lợi ích cho chúng sinh, thì hãy chấp nhận và sống vì nó. 11. Con nghĩ cái gì? Con là cái đó. Cái chúng ta đang là kết quả của những gì ta nghĩ. Cái chúng ta nghĩ nằm trong niệm và chính cái ta nghĩ làm nên niệm. Nếu một người nói và hành động bởi một niệm ác thì nỗi khổ bám theo anh ấy như cái bánh xe bị con thú kéo đi. Nếu một người nói và hành động với một niệm lành thì hạnh phúc sẽ đến với anh ấy như bóng với hình, chẳng bao giờ tách rời. 12. Thả cho nó bay. Bí quyết của toàn bộ đời sống là không có gì để sợ. Đừng bao giờ lo sợ con sẽ trở thành ai trong tương lai. Con không lệ thuộc vào ai cả. Chỉ có khoảnh khắc con rũ bỏ mọi thứ con mới được tự do. 13. Cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Có ba thứ không thể nào che giấu được. Đó là mặt trời, mặt trăng và sự thật. 14. Hãy làm chủ suy nghĩ, nếu không nó sẽ làm chủ con. Để có được một sức khỏe tốt, để có thể đem hạnh phúc cho gia đình nào đó, để đem bình an cho tất cả, thì người đó đầu tiên phải có nghị lực và phải làm chủ được suy nghĩ của mình. Nếu một người có thể làm chủ suy nghĩ, người đó có thể tìm thấy con đường giác ngộ. Trí tuệ và đức hạnh sẽ tự nhiên hiển lộ nơi người ấy. Chính suy nghĩ của con người chiêu cảm ra nghiệp xấu, chứ không phải kẻ thù hay oan gia của họ. 15. Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.
Không gì ghê gớm hơn thói quen hay nghi hoặc. Nghi hoặc chia rẽ con người. Nó là chất độc làm gãy đổ tình bạn và làm tan vỡ những mối quan hệ tốt lành. Nó là cái gai gây phiền toái và gây đau nhức. Nó là lưỡi gươm gây chết người. 16. Không ai xứng đáng nhận được tình thương của con hơn là chính con. Con hãy tìm trong vũ trụ những ai xứng đáng nhận được tình yêu và lòng thương mến của con hơn là bản thân con. Người đó không thể tìm được ở đâu cả. Con, chính con, cũng như mọi chúng sanh trên thế gian này, xứng đáng với tình yêu và lòng thương mến ấy. 17. Hiểu được người là khôn ngoan, hiểu được mình là giác ngộ. Chiến thắng bản thân mình còn hay hơn là đánh thắng 1000 trận đấu. Chiến thắng ấy là của con. Nó không thể bị lấy đi khỏi con bởi thiên thần hay ác quỷ, bởi thiên đàng hay địa ngục. 18. Đời sống tâm linh không phải là cái gì sang trọng mà là một nhu yếu. Như cây nến không thể cháy mà không có lửa, người không thể sống nếu không có đời sống tâm linh. 19. Chuyển hóa nỗi ghen ghét thành sự khâm phục. Đừng ganh tị với những phẩm chất tốt của người, nhưng hãy chấp nhận chúng bằng sự khâm phục của con. 20. Tìm về suối nguồn bình yên bên trong con. Bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó bên ngoài. 21. Cho đi những gì tích trữ được, để sống đúng một cuộc sống vô vị lợi. Ta không cần phải xem ta tích trữ được những gì giữa cuộc sống vật chất phồn hoa. 22. Chọn bạn mà chơi. Một người bạn gian trá và xấu tính thì đáng sợ hơn cả một con thú hoang. Con thú hoang chỉ có thể làm tổn thương thân thể con, nhưng một người bạn như vậy sẽ làm tổn thương cả tâm trí của con. 23. Không có đường đến hạnh phúc. Hạnh phúc là con đường. Không có đường đến hạnh phúc. Hạnh phúc là con đường. 24. Bỏ đi những hư danh giả tạm. Trên bầu trời thì không thể phân biệt được đâu là hướng Tây, đâu là hướng Đông. Con người tạo ra những sự chia chẻ trong tâm trí của mình và tin rằng những điều ấy là đúng. 25. Yêu, sống, thả cho bay. Sau cùng, đây là những vấn đề quan trọng. Con đã yêu chân thành như thế nào? Con đã sống trọn vẹn ra làm sao? Con đã thả cho bay nhiều đến chừng nào? Phật dạy về lời nói, nguyên nhân người ta đau khổ chính là vì họ chỉ đeo đuổi những thứ sai lầm. Hãy luôn biết cảm kích những người mang đến khó khăn cho bạn. Sự lục giác của ngày hôm nay sẽ trở thành niềm hối tiếc của ngày mai. Hãy từ bi và ôn hòa khi bày tỏ. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não. Chỉ khi buông bỏ tình chấp bạn mới đạt được sự tự tại. Khi bạn thành thật với chính mình, không ai trong thế giới này có thể lừa dối bạn. Người che đậy yếu điểm của mình bằng cách tổn thương người khác là kẻ xấu xa. Người lặng lẽ quan tâm và bên cạnh người khác, đó là một sự vị tha vô cùng. Muốn hiểu một người thật lòng, chỉ cần xem mục đích và xuất phát của họ. Nếu bạn coi những chuyện đơn giản như nghiêm trọng, bạn sẽ gánh chịu nhiều đau khổ. Người luôn e dè với thiện ý của người khác sẽ không tìm được cách giải quyết mọi vấn đề. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì không khác gì kẻ phạm tội ăn trộm. Không nói gì cả là câu trả lời tốt nhất cho sự phỉ báng. Bạn hãy cảm ơn đời với những gì bạn đã có, nhưng cũng hãy cảm ơn đời vì những gì bạn không có. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để suy nghĩ cho họ, đó mới là lòng từ bi. Hãy thành thật đối diện với khuyết điểm và lỗi sai trong tâm mình. Đừng lừa dối chính bản thân mình. Đa số người cả đời chỉ làm ba việc: dối mình, dối người và bị người dối. Bởi chúng ta không thể thay đổi thế giới xung quanh, chúng ta buộc phải thay đổi bản thân. Đối mặt với tất cả với lòng từ bi và tinh thần thông minh. Ác khẩu, không bao giờ để nó thoát ra từ miệng chúng ta, dù cho người ta có xấu đến đâu, có ác đến đâu. Bởi mỗi lời nguyền rủa, tâm bạn sẽ bị nhiễm ô. Hãy suy nghĩ, họ là những người khôn ngoan của bạn. Khi bạn nắm chặt một vật gì đó trong tay mà không buông ra, bạn chỉ có một món đồ đó. Nếu bạn buông ra, bạn mới có cơ hội lựa chọn những thứ khác. Nếu một người luôn kiên trì với quan niệm của mình, không chịu buông bỏ, thì trí tuệ của họ chỉ có thể đạt đến một mức độ nhất định. Nói năng không được châm chọc, không gây tổn thương, không khoe tài cán của mình, không phô bày điều xấu của người khác, tự nhiên sẽ không làm kẻ thù. Lương tâm là tòa án công bằng phân xử cho mỗi người. Bạn có thể lừa người khác, nhưng bạn không thể lừa chính lương tâm của mình. Nói một lời nói dối,
bạn phải phóng đại thêm 10 câu không thật nữa để đắp vào câu đó. Đừng nên phải khổ như vậy khi bịa đặt. Cung kính đối với người là cách trang nghiêm bản thân. Khi bạn thực sự buông bỏ, bạn sẽ không còn phiền não nữa. Thế giới không thuộc về bạn, vì vậy bạn không cần bỏ đi. Những gì cần bỏ đi là sự cố chấp. Mọi thứ đều phục vụ chúng ta, nhưng không thuộc về chúng ta. Người khác có thể vi phạm nguyên nhân kết quả. Người khác có thể gây hại cho chúng ta, đánh đập chúng ta, phá hủy chúng ta. Nhưng chúng ta không nên căm hận họ, vì chúng ta cần giữ một tinh thần hoàn chỉnh và một tâm hồn trong sạch. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình yên, đó là một phần thưởng rồi. Có bao nhiêu người không thấy được ánh mặt trời của ngày mai? Có bao nhiêu người trở thành tàn phế hôm nay? Có bao nhiêu người mất đi sự tự do? Có bao nhiêu người trở thành vùng đất tan hoang? Đừng cố gắng đoán ý quá nhiều về cách nói, cách nghĩ của người ta. Nếu không sử dụng trí thông minh và kinh nghiệm để phán đoán chính xác, chúng ta dễ mắc phải những hiểu lầm thông thường. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao bạn lại mang chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, tại sao bạn lại phải đầy những não phiền như vậy? Nếu bạn không thể tha thứ cho người khác từ tận đáy lòng, thì bạn sẽ không bao giờ được bình an. Đừng lãng phí thời gian sống của bạn trong những nơi bạn sẽ hối tiếc sau này. Bạn có thể có tình yêu, nhưng đừng ràng buộc quá chặt, vì việc chia ly là tất yếu. Lời Phật dạy trong tình yêu, đừng vì một chút tranh chấp mà đánh mất đi tình bạn thân thiết của bạn. Cũng đừng vì một chút nóng giận tức thời mà quên đi lòng biết ơn của người khác. Người không biết tự yêu chính mình thì không thể yêu thương người khác. Đừng lãng phí thời gian suy nghĩ về người bạn không hề yêu thích. Có lúc bạn sẽ phải tự thầm hỏi mình, bản thân mình đang theo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì? Có lòng thương yêu hồn nhiên vô tư, bạn sẽ có tất cả trong tay. Đừng khẳng định quá mạnh mẽ về cách nghĩ của mình, để tránh hối hận. Mỗi người đều có sứ mạng riêng khi đến trần gian này, nhưng không phải ai cũng hiểu điều đó và trân quý sự sống của mình. Với những người không hiểu mạng sống đối với họ trở thành một sự trừng phạt. Những thứ không đạt được, chúng ta luôn cho rằng nó đẹp đẽ, bởi vì chúng ta hiểu nó quá ít và không có đủ thời gian để hiểu sâu hơn. Nhưng một ngày nào đó, khi chúng ta hiểu sâu sắc hơn, chúng ta sẽ phát hiện rằng nó không thực sự đẹp như trong tưởng tượng của chúng ta. Chân lý của nhân sinh chỉ được giấu trong cái bình thường đơn điệu, không hơn không kém. Người không tắm rửa thì càng dùng nước hoa để che đậy càng cảm thấy hôi. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Đức tự nhiên thơm tựa hương. Không cần quan tâm ai đã nguyền rủa bạn. Giả sử bạn bị chó điên cắn, liệu bạn có nên chạy lại cắn nó? Người cuồng vọng vẫn có thể được cứu, nhưng người tự ti thì không cách nào. Chỉ khi nhận thức được bản thân, thay đổi và kiểm soát bản thân, mới có thể thay đổi người khác. Nhân quả không nợ chúng ta bất cứ điều gì, vì vậy xin đừng trách móc nó. Chỉ cần đối mặt với hiện thực, bạn sẽ vượt qua hiện thực. Hận thù một người làm tổn thương con là mất mát lớn nhất đối với chính mình. Tốn một chút tâm lực để quan tâm đến người khác cũng như tốn một chút tâm lực để tự suy nghĩ về chính mình. Con hiểu chứ? Chỉ cần tâm tịnh bình yên, thì Đông Tây Nam Bắc đều là nơi ở tốt. Nếu còn một người chưa giác ngộ, đừng bỏ họ lại một mình. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, vì vậy chúng ta cần trân quý. Khi con khóc và không có dép để mang, con lại nhận ra rằng có người không có chân. Khi bạn vui, hãy nhớ rằng niềm vui không kéo dài mãi. Khi bạn buồn, hãy nhớ rằng nỗi buồn cũng sẽ không tồn tại mãi mãi. Hãy luôn có lòng khoan dung đối với mọi người. Dù họ có xấu xa đến đâu và đã làm tổn thương bạn, hãy buông bỏ để tìm được niềm vui thực sự. Nếu một người chưa trải qua khổ đau và khó khăn, rất khó để cảm thông với người khác. Nếu bạn muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn, trước hết bạn phải chịu đựng khổ đau. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian làm sạch đi những phiền não của bạn. Nếu bạn hy vọng nắm được sự vĩnh hằng, bạn phải kiểm soát hiện tại. Bạn có quan điểm của bạn, tôi có quan điểm của tôi không liên quan đến bạn. Nếu tôi có thể, tôi sẽ thuyết phục bạn. Nếu không thể, tôi sẽ chấp nhận. Lời Phật dạy khi bị người khác chửi. Người mà luôn giữ suy nghĩ và quan điểm riêng sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng lòng người khác. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất.
người khác có thể dối bạn tạm thời, nhưng nó lại gạt bạn suốt đời. Mỗi vết thương mà con gặp phải đều là một sự trưởng thành cho tương lai. Đừng cảm thấy bất mãn với người khác mà không xem lại bản thân. Bất mãn người khác sẽ mang đến đau khổ cho chính bạn. Quảng kết chúng duyên, đó là không gây tổn thương cho bất kỳ ai. Lòng bao dung và vị tha là vũ khí tốt thượng nhất của chính bạn. Nếu bạn không muốn bị phiền não, thì không ai có thể gây phiền não cho bạn, vì tâm bạn không buông xuống. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Vì vậy, bạn cần tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên. Nhân duyên, tiết 1, 4 sự thật. 1. Thế giới này đầy những khổ đau. Sanh cũng khổ, già, bệnh, chết cũng khổ. Phải gặp kẻ mà ta ghét cũng khổ. Phải chia xa người mà ta yêu thương cũng khổ. Mong muốn mà không có được cũng khổ. Quả thật, người chưa lìa bỏ sự chấp trước thì tất cả đều khổ. Đây gọi là sự thật về khổ, khổ đế. Nguyên nhân nào dẫn đến khổ đau của nhân gian? Đó là do những khát ái nơi thân và những si mê trong tham dục. Nếu tìm về căn nguyên của những phiền não này, sẽ thấy chúng có nguồn gốc từ những ham muốn bản năng. Những dục vọng như thế có bản chất chấp nề đối với sự sống, tìm kiếm những điều như ý cho dù đến chết. Đây gọi là sự thật về nguyên nhân của khổ, tập đế. Nếu tận diệt tất cả, không còn những gốc rễ phiền não này, lìa khỏi tất cả mọi chấp trước thì sẽ không còn khổ. Đây gọi là sự thật về việc chấm dứt khổ, diệt đế. Để vào được cảnh giới không còn khát ái và khổ đau thì phải tu hành bát chánh đạo. Đó là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Bát chánh đạo này là con đường chân chánh để diệt trừ nguyên nhân đưa đến khổ đau, đạo đế. Người con Phật phải luôn ghi nhớ những chân lý này. Vì cuộc đời đầy rẫy khổ đau, những ai muốn thoát khỏi khổ đau ấy đều phải dứt bỏ cội rễ phiền não. Chỉ nhờ sự giác ngộ thì con người mới có thể đạt đến cảnh giới không còn khổ và phiền não. Có được sự giác ngộ là nhờ tám chánh đạo này. 2. Những ai cầu giác ngộ thì đều phải biết bốn thánh đế này. Do vì không biết những điều này mà con người mãi lang thang trong đường mê. Người hiểu biết được tứ thánh đế thì gọi là người có được con mắt giác ngộ. Do đó, những ai muốn thực hành theo lời dạy của Phật thì phải biết một cách rõ ràng về giáo lý tứ thánh đế này. Thánh giả, dù bất cứ thời đại nào, nếu là bậc thánh chân chánh đều là người đã chứng ngộ tứ thánh đế này, là người giảng dạy tứ thánh đế này. Khi hiểu rõ về bốn chân lý này thì con người bắt đầu lìa xa dục vọng, không tranh cãi với thế gian, không sát hại, không trộm cắp, không phạm tà hạnh, không dối trá, không khinh khi, không xu nịnh, không ghen ghét, không nóng giận, không quên cuộc đời là vô thường, không lầm đường lạc lối. 3. Thực hành thánh đạo cũng giống như bước vào căn phòng tối với ngọn đèn trên tay. Bóng tối sẽ biến mất và gian phòng sẽ được chiếu sáng. Những ai hiểu rõ ý nghĩa tứ thánh đế này và học theo tứ thánh đế này thì kẻ đó có ngọn đèn trí tuệ, xóa tan bóng tối của vô tri. Đức Phật dẫn dắt chúng sanh bằng việc chỉ ra bốn thánh đế này. Người học tập đúng lời Phật dạy, nhờ tứ thánh đế này mà đạt được giác ngộ chân thật, sẽ là nơi nương tựa và bảo hộ cho con người trong thế gian. Vì tứ thánh đế đã được rõ và gốc rễ phiền não vô minh đã được diệt trừ, người đệ tử Phật nhờ tứ thánh đế này mà thấu hiểu được những giáo lý khác, có được công đức và trí tuệ hiểu biết những điều khác, cho dù đối với ai thì cũng có thể nói pháp một cách tự tại. Tiết 2. Nhân duyên. 1. Khổ đau của con người là có nguyên nhân và cũng có con đường để những khổ đau ấy chấm dứt. Bởi vì tất cả mọi sự vật trong đời đều do duyên mà sanh, do duyên mà diệt. Mưa rơi, gió thổi, hoa nở, lá rụng, tất cả đều do duyên mà sinh, đều do duyên mà diệt. Thân này được sanh ra nhờ duyên bố mẹ, được nuôi dưỡng nhờ thức ăn. Và tâm hồn này cũng là cái được nuôi lớn nhờ tri thức và kinh nghiệm. Do đó, thân thể này,
tâm hồn này đều do duyên mà thành, và cũng thay đổi tùy theo duyên. Cũng giống như mắt võng, do cùng đan với nhau mà tạo thành cái võng, mọi thứ trong đời đều có sự liên hệ lẫn nhau. Nếu cho rằng mỗi một mắt võng là mỗi tồn tại độc lập, chỉ có một mà cũng là mắt võng thì là sai lầm lớn. Cái mắt võng được gọi là cái mắt võng khi nó được đan cùng với những mắt võng khác. Mỗi mỗi mắt võng có vai trò nối với mắt võng khác để làm thành cái võng. 2. Hoa nở là do có nhiều duyên hợp lại mà nở. Lá rơi là do có nhiều duyên hợp lại mà rơi. Không chỉ đơn thuần tự nó nở, tự nó rơi. Cũng như do duyên mà nở, do duyên mà rơi, mọi vật cũng đều có sự thay đổi. Không có chuyện nó tự tồn tại, cũng không có chuyện thường trụ. Tất cả sự vật do duyên mà sanh, do duyên mà diệt là nguyên lý bất di bất dịch. Do đó, vạn vật luôn biến đổi, không đứng yên. Ấy là nguyên lý chân thật trong trời đất này. Chỉ có điều này là vĩnh viễn không thay đổi. Tiết 3. Duyên khởi. 1. Ưu bi khổ não của con người do đâu mà có? Đó là do con người mê chấp. Họ chấp vào sự giàu có, chấp vào danh dự, chấp vào khoái lạc, chấp vào sự hứng thú và khoái trá bản thân. Họ không biết sự thật rằng những tham chấp này là nguồn gốc sinh ra khổ não. Ngay từ đầu, thế giới này đã có nhiều tai họa. Bên cạnh đó, vì không tránh khỏi lão, bệnh, tử nên con người phải sầu bi và khổ đau. Nhưng nếu suy cho cùng thì do vì chấp trước nên sinh ra sầu bi và khổ đau. Nếu lìa khỏi chấp trước thì tất cả ưu bi và khổ đau sẽ không còn. Và hơn nữa, nếu loại bỏ được chấp trước này thì sẽ nhìn thấy được vô minh và tham ái trong tâm. Do vô minh làm thay hình đổi dạng nên con người ta không thể mở mắt, mịt mù với đạo lý nhân quả. Tham ái là tham những thứ không thể có được rồi chấp trước và yêu lấy nó. Vốn dĩ, vạn vật không có sai biệt nhưng vì vô minh và tham ái mà cho rằng có sai biệt. Vốn dĩ vạn vật không có tốt xấu nhưng vì vô minh và tham ái mà thấy có tốt xấu. Con người thường có những suy nghĩ sai lầm, do ngu si nên không thể thấy đúng. Do chấp vào cái tôi nên hành động sai lầm. Kết quả là sinh ra sự lầm lạc cho bản thân. Giả sử hành động, nghiệp của chúng ta là ruộng, tâm là hạt giống, được che phủ bởi đất vô minh. Tưới tầm bằng mưa tham ái, trổ vào đó nước tự ngã, thêm vào ý niệm tà ác, và thế là sinh ra sự lầm lạc trên. 2. Như thế rút cuộc, chính cái tâm ấy sinh ra thế giới mê lầm với sầu, bi, khổ, não. Thế giới này mê lầm chẳng qua chỉ là cái bóng của tâm, được hiển hiện ra từ cái tâm này, và thế giới giác ngộ cũng được hiển hiện ra từ tâm này. 3. Trong đời này có 3 quan điểm sai lầm. Nếu theo những quan điểm này thì tất cả mọi thứ trên thế gian này đều bị phủ định. Thứ nhất, có người cho rằng tất cả những điều trải qua trong cuộc đời của một người đều do vận mệnh. Thứ hai, có người cho rằng những điều ấy là do thần linh tạo ra. Thứ ba, cũng có người cho rằng vạn sự đều không nhân không duyên gì cả. Nếu mọi thứ đã được quyết định bằng định mệnh thì nơi thế giới này, cả điều thiện lẫn điều ác đều do vận mệnh. Cả hạnh phúc và bất hạnh cũng đều do vận mệnh. Không có gì tồn tại mà không do định mệnh sắp đặt. Và thế là tất cả những hy vọng, những nỗ lực của con người sẽ không còn ý nghĩa. Sự tiến bộ và cải thiện trong thế gian này cũng không còn. Thuyết do thần linh sáng tạo ra, và thuyết cuối cùng là vô nhân, vô duyên cũng thế, sẽ bị phê phán tương tự. Tất cả những ý chí và nỗ lực bỏ ác hành thiện đều trở nên vô nghĩa. Do đó, 3 quan điểm trên đều là sai lầm. Mọi thứ có mặt đều do duyên mà sinh, do duyên mà diệt. Tâm của vạn vật, tiết 1, vô thường và vô ngã. 1. Cả thân và tâm đều là những thứ do duyên tạo thành. Do đó nơi thân này không có thực thể. Thân này là sự tập hợp của nhân duyên. Do đó, thân này là vô thường. Nếu thân này mà có thật thể thì chúng ta muốn nó thế nào nó sẽ thành như thế ấy. Vị vua của một quốc gia có thể ra hình phạt đối với những điều đáng phạt, thưởng những điều đáng thưởng, có thể làm được những điều vị ấy muốn. Tuy nhiên, dù không muốn bệnh cũng bị bệnh, không mong già cũng phải già,
về thân thể này chẳng mấy như ý muốn. Cũng thế, tâm con người cũng không có thật thể. Tâm cũng là sự nhóm họp của chư duyên, là thứ luôn luôn thay đổi. Nếu tâm mà có thật thể thì chúng ta muốn thế nào sẽ được như thế ấy. Nhưng dù tâm không muốn mà vẫn nghĩ điều ác, dù không mong mà cứ xa rời điều lành, chẳng mấy như ý. 2. Thân này vĩnh viễn không thay đổi hay sao? Hay cũng là vật vô thường? Nếu chúng ta đặt câu hỏi như thế thì chắc chắn ai cũng trả lời, đó là vật vô thường. Nếu hỏi vật vô thường là khổ hay là vui, thì chắc chắn ai cũng trả lời, phàm đã được sinh ra thì ai cũng phải đến lúc già, bệnh, chết và đau ốm, nên ai cũng phải khổ. Nếu nghĩ rằng vô thường, biến đổi, khổ đau là thật thể, là ngã của chúng ta, nghĩ như thế là sai lầm. Tâm cũng thế, cũng vô thường, khổ đau, không phải thật thể. Như thế, thân và tâm hình thành nên chúng ta và những thứ liên quan chung quanh đều xa rời khái niệm tôi và của tôi. Chỉ vì không có trí tuệ nên chấp có cái tôi và cái của tôi. Vì thân này và cả những thứ chung quanh cũng đều là thứ do duyên mà sanh, luôn thay đổi không hề ngừng nghỉ. Nó thay đổi như dòng nước đang chảy, như ngọn nến đang cháy. Và tâm lúc nào cũng dao động như khỉ vượn, không khi nào yên tĩnh. Người có trí tuệ thì sẽ nhìn như thế, nghe như thế, phải vứt bỏ sự chấp trước đối với thân và tâm. Khi lìa khỏi chấp trước đối với cả thân và tâm thì có thể đạt được giác ngộ. 3. Trên thế gian này có 5 điều không ai làm được. 1 là làm cho không già khi đang già. 2 là làm cho không bệnh khi đang bệnh. 3 là làm cho không chết khi phải chết. 4 là làm cho không diệt khi vật phải diệt mất. 5 là làm cho đừng đến sự cùng kiệt khi phải đến sự cùng kiệt. Người bình thường thì gặp những điều khó tránh này sẽ khổ đau sầu não. Nhưng người có học Phật Pháp rồi thì vì biết đấy là những điều không thể tránh khỏi nên không ôm mối sầu khổ như thế. Lại nữa, trên thế gian này có 4 sự thật. 1 là tất cả chúng sanh đều được sinh ra từ vô minh. 2 là những đối tượng của dục vọng đều vô thường, khổ đau và luôn luôn thay đổi. 3 là tất cả mọi tồn tại cũng đều là vô thường, khổ đau và luôn luôn thay đổi. 4 là cái tôi và cái của tôi không thật sự tồn tại. Tất cả sự vật đều là vô thường, đều thay đổi, không có vật gì là ngã. Cho dù Đức Phật có xuất hiện trên thế gian này hay không thì điều này vốn đã là đạo lý từ muôn đời. Đức Phật biết điều này, chứng ngộ điều này và chỉ dạy cho con người. Tiết 2. Tâm tạo tác. 1. Dù là mê hay ngộ cũng từ tâm mà hiện ra. Tất cả sự vật đều do tâm tạo thành, cũng giống như ảo thuật gia ảo hóa ra nhiều thứ. Tâm của con người biến hóa không ngừng, và tác động của nó cũng vô hạn. Với tâm nhơ bẩn thì sẽ có thế giới ô trược, với tâm thanh tịnh thì sẽ có thế giới thanh lương. Do đó, sự hóa hiện ra thế giới bên ngoài là vô cùng. Như bức tranh được vẽ bởi người họa sĩ, thế giới bên ngoài là do tâm tạo thành. Thế giới do chư Phật tạo thành là thế giới thanh tịnh, không có não phiền. Thế giới do con người tạo thành là thế giới nhiễm ô bởi phiền não. Tâm như người họa sĩ giỏi, vẽ ra đủ mọi thế giới. Trên thế gian này không có gì mà không do tâm tạo ra. Cũng giống như tâm con người, Đức Phật cũng thế. Cũng giống như chư Phật, chúng sanh cũng thế. Do đó, trên phương diện tất cả mọi thứ đều được vẽ nên. Nên tâm, Phật và chúng sanh, cả ba vốn là không sai biệt. Đức Phật biết một cách đúng đắn rằng tất cả sự vật đều do tâm mà sinh khởi. Do đó, những ai thấy được như thế thì có thể thấy được Phật thật sự. 2. Tuy nhiên, tâm này thường hay lo sợ sầu bi khổ não. Lo sợ những điều đã xảy ra và lo sợ cả những điều chưa xảy ra. Vì sao vậy? Vì trong tâm có vô minh và ái trước. Từ tâm tham này mà thế giới mê loạn được sinh ra. Nếu nói một cách vắn tắt thì những nhân duyên nơi thế giới mê loạn đều có trong tâm. Sinh và tử cũng đều do tâm mà ra. Do đó, khi tâm cái có liên quan đến sanh tử diệt tận, thì sanh tử mê mở cũng diệt tận. Thế giới mê lầm này do tâm sinh khởi.
vì nhìn với tâm mê lầm nên thế giới mê lầm. Nếu lìa khỏi tâm và biết rằng không có thế giới mê lầm thì lìa khỏi nhiễm ô và đạt thành giác ngộ. Như thế, thế gian này được dẫn dắt bởi tâm, bị lôi kéo bởi tâm, chịu sự chi phối của tâm. Do tâm mê mờ mà hiện hiện ra thế gian đầy phiền não. 3. Tất cả sự vật đều do tâm đứng đầu, tâm làm chủ, từ tâm mà thành. Nếu với tâm nhiễm ô mà nói năng, mà hành động thì khổ đau sẽ đi theo người đó như chiếc xe đi theo con vật kéo xe. Tuy nhiên, nếu với tâm thiện lành mà nói năng, mà hành động thì an lạc sẽ đi theo người đó, như bóng theo hình. Người làm ác sẽ nhận ác báo và sẽ khổ đau. Người làm lành sẽ nhận thiện báo và sẽ an lành. Nếu tâm này ô trực thì con đường này không bằng phẳng, vì thế sẽ phải bị vấp ngã. Còn nếu tâm trong sáng thì con đường sẽ bằng phẳng và sẽ được an toàn. Kẻ nào thân tâm trong sạch thì kẻ ấy sẽ có thể phá lưới ma, đi vào cõi nước của Phật. Người có tâm tĩnh lặng thì sẽ có được sự an ổn. Do đó cần phải đêm ngày nỗ lực từng chút để tu tập tâm. Tiết 3. Hình thái chân thực của sự vật. 1. Tất cả mọi sự vật trên thế gian này đều do duyên mà hiện thành. Vì thế vốn không có sai biệt. Sai biệt nếu có là do thiên kiến của con người. Vũ trụ không có sự phân biệt Đông Tây, nhưng con người đã đặt ra Đông Tây và chấp trước đấy là Đông, đấy là Tây. Số tự vốn bắt đầu từ số 1 đến số vô hạn, mỗi mỗi là những con số hoàn chỉnh, không có sự phân biệt về lượng nhiều hay ít, nhưng con người vì thuận tiện cho mình mà phân biệt ít nhiều. Vốn dĩ, nếu không có sinh thì cũng không có diệt, tuy nhiên do vì thiên kiến của con người mà nhìn thấy sự sai biệt về sinh và diệt. Lại nữa, hành vi của con người tự nó không có thiện cũng không có ác mà nhìn thấy có hai mặt thiện ác là do thiên kiến của con người. Đức Phật rời xa khỏi thiên kiến này, cõi đời này như mây trôi giữa không trung, như huyễn hóa. Ngài nhìn thấy bất cứ thứ gì mà tâm lấy hay bỏ cũng đều là hư giả. Ngài đã xa lìa tâm toan tính và phân biệt. 2. Con người vì có tâm toan tính, chấp trước vào sự vật, chấp vào phú quý, chấp vào tài vật, chấp vào danh dự, chấp vào sinh mạng. Do chấp vào các thứ hữu vô, thiện ác, chánh tà, mà dẫn đến phiền não, khổ đau sai lầm chồng chất. Có câu chuyện rằng, có một người du hành chuyến xa, nhìn thấy một con sông lớn. Anh ta nghĩ, bờ bên này của con sông này đầy nguy hiểm, nhưng bên bờ kia thì có vẻ an ổn hơn. Thế rồi anh ta làm một chiếc bè. Nhờ chiếc bè ấy anh đã qua được bên kia sông một cách an toàn. Thế rồi anh ta nghĩ, chiếc bè này đã đưa ta qua bờ sông bên này một cách an toàn, là chiếc bè rất hữu ích. Do đó, ta không nên vứt nó, nên vác nó trên vai mà đi. Lúc này, chúng ta có thể nói người này đang làm những gì cần làm đối với chiếc bè không? Hoàn toàn không. Ví dụ này muốn nói rằng, ngay cả những điều đúng cũng không nên chấp lấy nó mà phải quăng bỏ nó khi cần phải quăng bỏ. Điều đúng mà cũng cần quăng bỏ huống gì là điều không đúng. 3. Mọi sự vật không đến không đi, không sinh không diệt, nên cũng không có gì là được cũng không có gì là mất. Đức Phật dạy, tất cả sự vật không phải có cũng không phải không, vì chúng vượt khỏi phạm trù tồn tại hay không tồn tại. Nên không hữu, không vô, không sanh, không diệt, tức là sự vật do nhân duyên mà thành. Bổn tính của sự vật tự nó không có thực tính nên nói là không có, vì do nhân duyên mà thành, cũng không phải không, nên nói là không không. Nhìn thấy hình tướng của sự vật rồi chấp vào đó là nguyên nhân dẫn đến tâm sai lầm. Nhưng nếu nhìn thấy nó mà không chấp lấy nó, thì không khởi lên toan tính. Giác ngộ chính là nhìn thấy đạo lý chân thật này và xa rời khỏi tâm toan tính. Thế gian này thật như giấc mộng, tài sản bảo vật cũng là những vật như huyễn hóa. Cũng giống như khoảng cách rõ ràng trong một bức tranh, mọi thứ tự thân nó không có thực thể, chỉ như là quáng nắng. 4. Sự vật được xuất hiện là do vô số nhân duyên. Nếu tin rằng nó tồn tại mãi như thế thì đó là quan điểm sai lầm, gọi là thường kiến. Và nếu tin rằng nó hoàn toàn không tồn tại thì đó cũng là quan điểm sai lầm, gọi là đoạn kiến. Những đoạn,
thường, hữu, vô này thật ra không phải là hình tướng chân thật của sự vật, mà đó là những hình tướng thấy được do chấp trước của con người. Sự vật vốn dĩ xa rời khỏi những hình tướng chấp trước này. Tất cả sự vật đều do duyên mà sinh nên đều thay đổi, vì không có thật thể. Không phải là thứ vĩnh viễn bất biến như thể là có thật thể. Vì luôn thay đổi, như huyễn hóa, như giấc mộng. Tuy nhiên, đồng thời sự thay đổi đó cũng là sự thật, vĩnh cửu bất biến. Đối với con người nhìn thấy con sông là sông, nhưng đối với ngạ quỷ thì nhìn thấy nước sông là lửa, nên không thể nhìn thấy đó là sông. Do đó, về con sông ấy, đối với ngạ quỷ thì không thể nói là có, đối với con người thì không thể nói là không. Cũng vậy, không thể nói tất cả sự vật đều là có, cũng không thể nói là không có, chúng như huyễn hóa vậy. Tuy nhiên, rời bỏ thế gian hư ảo này thì cũng không có thế giới chân thực, cũng không có thế giới vĩnh viễn bất biến. Do đó, xem thế gian này là giả cũng sai, là thật cũng sai. Người phàm cho rằng thế gian này là thật có, và hành động theo kiến giải ấy. Nhưng vì thế giới này vốn chỉ là ảo ảnh, hành vi của họ dựa trên sai lầm, nên rốt cục dẫn họ đến tổn thất và khổ đau. Người có trí huệ giác ngộ được đạo lý này, vì thấy huyễn hóa là huyễn hóa nên không rơi vào sai lầm trên. Tiết 4. Con đường trung đạo. 1. Những người tu hành đạo giác ngộ cần phải tránh xa hai cách sống cực đoan. Một là đời sống bị nhấn chìm trong dục vọng, chịu thua dục vọng. Hai là đời sống khổ hạnh, tự hành hạ thân tâm mình một cách vô ích. Tránh xa hai lối sống cực đoan này thì tuệ nhãn được khai mở, trí tuệ tăng tiến, có đời sống trung đạo dẫn đến giác ngộ. Đời sống trung đạo ấy là gì? Đó là bát chánh đạo, gồm có cách nhìn đúng, tránh chi kiến, tư duy đúng, tránh tư duy, nói năng chuẩn mực, tránh ngữ, hành động đúng, tránh nghiệp, sinh hoạt đúng, tránh mạng, tinh tấn nỗ lực đúng, tránh tinh tấn, nghĩ nhớ đúng, tránh niệm và thiền định đúng, tránh định. Vì tất cả sự vật sanh diệt do chuỗi nhân duyên vô cùng, người phàm phu hoặc nhìn thấy có, hoặc nhìn thấy không. Nhưng cái nhìn của người có trí thì sẽ lìa khỏi có không. Đấy là cái nhìn đúng đắn của trung đạo. 2. Một khúc cây trôi trên dòng sông. Nếu khúc cây đó không dạt vào hai bên bờ, không chìm ở giữa dòng, không dạt lên trên bờ, không bị người vớt lên, không bị cuốn vào con xoáy, không bị hù mục từ bên trong thì khúc cây đó sẽ trôi ra biển rộng. Cũng giống như khúc cây trên, người tu hành đạo giác ngộ nếu không bị vướng vào bên trong bên ngoài, không vướng vào có không, không vướng vào tà chánh, xa lìa mê lầm, không câu nệ chấp trước, đặt mình ở giữa dòng, ấy là quan điểm trung đạo, đời sống trung đạo. Điều quan trọng đối với đời sống tu hành là đừng để vướng vào hai cực đoan này và phải thường xuyên bước trên con đường trung đạo. Nếu biết rằng tất cả sự vật vốn không sanh mà cũng không diệt, chúng vốn là thứ không có bản chất cố định, thì không bị vướng mắc, cũng không vướng vào điều thiện mình làm, không bị sự vật trói buộc. Không bị trói buộc có nghĩa là không nắm giữ, không chấp trước. Người tu hành đạo giác ngộ không sợ tử cũng không cầu sanh, không chạy theo kiến giải này kiến giải nọ. Khi con người khởi tâm chấp trước, thì ngay khi ấy bắt đầu đời sống mê lầm. Do đó, người bước trên con đường tỉnh thức sẽ sống cuộc sống không nắm giữ, không chấp trước, không vướng mắc, không chấp nề. 3. Vì sự giác ngộ thì không có hình dáng hay vật thể nhất định, nên sự giác ngộ tự nó không có cái gì được giác ngộ. Vì có mê lầm cho nên nói đến giác ngộ, nếu không có mê lầm thì giác ngộ cũng không. Lìa khỏi mê thì giác cũng không, lìa khỏi giác thì mê cũng không. Do đó, việc có sự giác ngộ thành ra là chướng ngại. Do vì có bóng tối nên có chuyện chiếu sáng, nếu không có bóng tối thì việc chiếu sáng cũng không. Việc chiếu sáng và cái được chiếu sáng cũng không còn. Người tu hành đạo giác ngộ khi đã giác ngộ rồi sẽ không vướng vào sự giác ngộ ấy. Bởi vì việc phân biệt có sự giác ngộ thì lại thành ra là mê lầm,
Nếu đến được cảnh giới ấy thì tất cả mê lầm cứ thế là sự giác ngộ. Bóng tối cứ thế là ánh sáng. Và phiền não cứ thế là bồ đề. 4. Mọi sự vật đều bình đẳng, không có sai biệt, đó gọi là không. Bản chất của sự vật là không có thật thể, không sanh cũng không diệt. Điều này do vì không thể diễn đạt bằng ngôn từ nên nói là không. Tất cả sự vật do sự liên hệ hỗ tương mà thành, nương vào nhau mà tồn tại, không phải tự mình hình thành nên. Cũng giống như hình với bóng, ngắn với dài, trắng với đen, bản chất của sự vật không phải tự mình mà có thể tồn tại, nên nói là vô tự tánh. Lại nữa, nếu không có mê lầm sẽ không có giác ngộ, ngoài giác ngộ sẽ không có mê lầm. Hai điều này không phải là thứ khác xa nhau, không phải là hai thứ tương phản nhau. 5. Con người thường có thói quen nghĩ rằng sự vật thì có sanh có tử, nhưng thật ra vốn không có sanh cũng không có tử. Khi con người có thể nhìn thấy được sự thật này thì họ có thể chứng ngộ được chân lý biết sanh tử không phải hai. Vì con người cho rằng có cái tôi nên chấp vào cái của tôi, nhưng vốn dĩ không có cái tôi nên chắc chắn cũng không có cái của tôi. Khi biết không có cái tôi và cái của tôi thì chứng được chân lý vô sai biệt. Con người cho rằng có thanh tịnh và nhiễm ô nên vướng vào hai điều này. Tuy nhiên, vốn dĩ sự vật không thanh tịnh cũng không nhiễm ô. Cả thanh tịnh và nhiễm ô chẳng qua đều là thứ được tạo thành do dụng tâm của con người. Con người cho rằng thiện và ác vốn là những thứ khác biệt nhau nên vướng vào thiện ác. Tuy nhiên, không có cái thiện riêng rẽ, cũng không có cái ác riêng rẽ. Người đã bước vào con đường giác ngộ biết rằng thiện ác này vốn không phải là thứ khác biệt nên chứng được chân lý ấy. Con người vì lo sợ bất hạnh nên cầu hạnh phúc. Tuy nhiên, với trí tuệ chân thật mà nhìn hai điều này thì sẽ biết chính sự bất hạnh là hạnh phúc và hạnh phúc là bất hạnh. Người có trí tuệ biết đối diện cuộc đời vô thường bằng tâm thái bình đẳng, không phấn khởi vì thành công cũng không chán nản vì thất bại. Như thế là người chứng được chân lý vô sai biệt. Do đó, dù có nói là hữu hay vô, mê hay giác, thật hay bất thật, chánh hay tà, nhưng thật ra về mặt bản chất không có những khái niệm tương phản như thế. Khi con người có thể xa lìa khỏi những phạm trù này thì có thể chứng được cái không chân thật. 6. Ví như hoa sen không thể sống được nơi đất liền hay cao nguyên sạch sẽ mà chỉ nở trong bùn lầy ô nhiễm. Cũng thế, không có chuyện lìa khỏi mê mà có giác ngộ. Hạt giống Phật được sinh ra từ nơi mê vọng và kiến giải sai lầm. Nếu không dấn thân vào mọi hiểm nguy, lặn xuống đáy biển thì không thể lấy được ngọc quý vô giá. Cũng vậy, nếu không vào biển lầy mê vọng thì không thể được viên ngọc giác ngộ. Người cầu đạo giác ngộ trước tiên bị lạc vào ngọn núi của bản ngã và sự vị kỷ trước khi vị ấy nhận ra và mong muốn tìm thấy con đường dẫn vị ấy đi đến giác ngộ. Có câu chuyện, có vị tiên nhân vì lòng quyết cầu đạo, leo lên núi Đao mà không bị thương, gieo thân mình vào lửa dữ mà không bị cháy, lại còn cảm thấy mát mẻ. Nếu có lòng cầu đạo, sẵn sàng mạo hiểm, thì sẽ tìm thấy ngọn gió mát, dù trên núi giao với danh dự lợi dục, hay trong lửa dữ sân hận, và cuối cùng vị ấy cũng sẽ cảm nhận được có ngọn gió của sự giác ngộ thổi qua. 7. Lời Phật dạy dẫn con người đến chân lý vô phân biệt, rời xa hai thành kiến cực đoan. Tuy nhiên, nếu chấp trước mà chọn lấy một trong hai cực đoan thì cho dù đó là thiện, là tránh đi nữa cũng là điều sai lầm. Nếu con người khăng khăng nghĩ rằng tất cả sự vật đều là không, là vô thường biến đổi, thì đó cũng là bị rơi vào tư duy sai lầm. Và nếu khăng khăng nghĩ rằng tất cả sự vật không có sự thay đổi thì điều này lại càng là tư duy sai lầm. Lại nữa, nếu con người chấp rằng có cái ngã, đấy là tư duy sai lầm, nên không thể lìa khỏi khổ đau. Nếu con người chấp là không có cái ngã, đấy cũng là tư duy sai lầm, nên dù có tu hành cũng không có hiệu quả. Và lại nữa, nếu chấp rằng tất cả sự vật chỉ là khổ đau, đây cũng là tư duy sai lầm. Và nếu cho rằng tất cả sự vật toàn là điều vui sướng thì đây cũng là tư duy sai lầm. Lời Phật dạy là trung đạo, lìa xa những cặp phạm trù này. Phật tánh tiết 1. Tâm thanh tịnh. 1. Con người có nhiều loại.
có người trí tuệ, có người ngu muội, có người tốt tính, có người xấu tính, có người dễ độ, có người khó độ. Cũng giống như ao sen có đủ chủng loại màu sắc xanh đỏ vàng trắng. Sinh ra trong nước, lớn lên trong nước, cũng có hoa không vượt lên mặt nước, có hoa lên đến mặt nước, có hoa cao hơn mặt nước, có hoa không còn bị ướt bởi nước. Con người cũng có nhiều sai biệt, có sự sai biệt về giới tính nam nữ, nhưng không phải sai biệt về mặt bản chất. Bởi vì nếu tu hành, trải qua những tiến trình tâm cần thiết, thì cả nam và nữ đều cũng có thể đạt đến giác ngộ. Trong việc học cách điều phục voi, phải có niềm tin, sức khỏe, siêng năng, không dối trá và trên hết là phải có trí tuệ. Việc theo Phật để được đạo giác ngộ cũng thế, quả là cần phải có 5 điều này. Nếu có 5 điều ấy thì dù nam hay nữ, không cần nhiều thời gian để học lời Phật dạy. Bởi vì người như thế là đều có đầy đủ những tánh chất cần thiết để giác ngộ. 2. Trên con đường giác ngộ, con người nhìn thấy Đức Phật bằng con mắt của riêng mình, tin Phật bằng cái tâm của riêng mình. Cũng vậy, chính con mắt ấy, cái tâm ấy của con người đem con người lưu truyền trong mọi nẻo đường sanh tử cho đến hôm nay. Như một vị vua khi muốn dẹp giặc xâm phạm bờ cõi thì trước hết điều quan trọng là phải biết bọn giặc ấy đang ở đâu. Muốn sạch hết mê lầm cũng thế, trước hết cần phải xác định nhãn quan ấy, cái tâm ấy ở đâu. Người ở trong gian phòng, nếu mở mắt ra thì trước tiên sẽ nhìn thấy đồ đạc trong gian phòng, rồi qua cửa sổ, nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. Không có chuyện không nhìn thấy đồ đạc trong phòng mà chỉ có thể nhìn thấy những vật bên ngoài. Thế nhưng đáng lẽ ra, nếu nơi thân có tâm thì trước tiên đương nhiên phải biết chi tiết về nội thân. Nhưng con người thường chỉ biết những thứ bên ngoài thân mà hầu như không biết gì về nội thân. Lại nữa, giả như tâm ở ngoài thân thì tâm và thân cách rời nhau. Cái tâm biết thì thân không biết, cái thân biết thì tâm không biết. Nhưng thật ra cái tâm biết thì thân cảm nhận được, cái thân cảm nhận được thì tâm biết rõ. Do đó, không thể có chuyện là thân ở ngoài tâm. Thế thì, rốt cuộc về bản chất, tâm ở đâu? 3. Vốn dĩ từ vô thì xa xưa, chúng sanh bị trói buộc bởi nghiệp và phiền não. Lầm lỗi chồng chất do không biết nguồn gốc của hai điều sau đây. Thứ nhất là lầm tưởng cho rằng tâm mê mở, nguồn gốc của sanh tử là bổn tính của mình. Thứ hai là không hiểu được rằng tâm thanh tịnh vốn là bản chất của giác ngộ, là cái có sẵn trong tự thân, nó tiềm ẩn đằng sau tâm mê mở. Khi một người nắm chặt tay lại rồi giơ lên, mắt nhìn vào đó và tâm phân tích về nó. Tuy nhiên tâm phân tích ấy không phải là tâm chân thật. Tâm toan tính khởi lên từ dục tham, đó là tâm toan tính đến điều kiện của mình, là tâm sinh khởi do có nhân duyên, không phải là bản tâm, là tâm thay đổi vô thường. Nhưng con người cho rằng tâm ấy là tâm chân thật, và thế là mê lầm sanh khởi. Kế đến, người đó xòe bàn tay ra, tâm biết rằng bàn tay đã xòe ra. Động tác đó là tay hay là tâm hay không phải cả hai. Khi tay cử động tâm cũng cử động, và khi tâm cử động thì tay cũng cử động. Tuy nhiên cái tâm cử động ấy là bề nổi bên ngoài của tâm chứ không phải là tâm căn bản chân thật. 4. Tất cả chúng sanh đều có bản tâm thanh tịnh. Nó bị che mất bởi bụi trần mê mờ do những nhân duyên bên ngoài. Nhưng tâm mê mờ ấy là khách chứ không phải là chủ. Ánh trăng đôi khi bị mây che, nhưng mây không thể làm bẩn trăng và cũng không thể làm sao động trăng. Do đó, con người không nên nghĩ rằng bản tánh của mình là tâm mê mờ như bụi trần phiêu bạt. Con người cần phải quay về với cái chân thực của mình, nhìn thấy được bản tâm giác ngộ không lay động, không nhiễm ô. Con người bị lôi kéo bởi tâm mê lầm phiêu bạt, bị thúc đẩy bởi những chi kiến trái chiều nên phải linh đênh nơi bờ mê. Tâm mê lầm và ô nhiễm của con người là cái được khởi lên do lòng dục và mối tương tác của nó với ngoại duyên vốn luôn biến đổi. Duyên ấy dù đến dù đi cũng không liên quan. Cái tâm vĩnh viễn bất diệt không thay đổi. Tâm đó là bản tâm của con người, cũng gọi là chủ, cũng giống như không thể nói vì khách đi rồi nên không có cái phòng.
không thể nói vì cái tâm toan tính sanh diệt do duyên mất rồi thì không còn cả chính mình. Dụng tâm toan tính đổi thay, do duyên ấy không phải là bổn tâm. 5. Ở đây có một giảng đường. Khi mặt trời lên thì nó sáng, khi mặt trời lặn thì nó tối. Giả sử như trả ánh sáng lại cho thái dương, trả bóng tối lại cho màn đêm. Nhưng năng lực để biết về ánh sáng và bóng tối ấy thì không thể trả về đâu được. Đó là bổn tâm, chỉ còn cách trở về bổn tâm. Việc thấy ánh sáng khi mặt trời xuất hiện chẳng qua chỉ là tâm nhất thời, và việc thấy bóng tối khi mặt trời lặn cũng là tâm nhất thời. Như thế, tâm biết được sáng tối do được dẫn dắt bởi ngoại duyên sáng tối. Nhưng tâm biết được sáng tối ấy là tâm nhất thời chứ không phải bổn tâm. Cái căn bản của năng lực biết sáng tối ấy là tâm căn bản. Những ý nghĩ yêu ghét, thiện ác sanh rồi diệt do ngoại duyên là tâm nhất thời khởi lên do những nhiễm ô được tích tàng trong tâm con người. Dù bị bao bọc bởi bụi trần phiền não nhưng vẫn có cái tâm không bị tạp nhiễm, không bị vấy bẩn, vốn dĩ thanh tịnh như tự bao giờ. Nước đựng trong vật chứa có hình tròn thì nước ấy tròn, đựng trong bình vuông thì có hình vuông. Nhưng vốn dĩ không phải nước ấy có hình tròn hay hình vuông. Tuy nhiên hầu hết mọi người quên mất điều này và bị vướng vào hình thụ của nước. Con người nhìn thấy điều thiện điều ác, nghĩ đến điều thích hay không thích, cho rằng có hay không có, bị chi phối bởi những điều như thế, bị trói buộc bởi những quan điểm như thế, rong ruổi theo những thứ bên ngoài và rồi chuốc lấy khổ đau. Nếu trả lại cho ngoại duyên những quan điểm bị trói buộc, quay trở về bổn tánh không bị trói buộc của mình thì cả thân và tâm đều không bị chướng ngại vì bất cứ gì, có thể đạt đến cảnh giới tự do giải thoát. Tiết 2. Phật tánh. 1. Bản tâm thanh tịnh. Nói khác đó là Phật tánh. Phật tánh có nghĩa là hạt giống Phật. Nếu dùng kính hướng về phía mặt trời và chiếu vào đống lá khô thì sẽ ra lửa. Vậy lửa ấy do đâu mà có? Mặt trời và lăng kính cách xa nhau không thể hợp nhất với nhau. Nhưng chắc chắn lửa của mặt trời nhờ duyên của lăng kính mà hiện lên trên lá khô. Và nếu cho dù có mặt trời mà không có chất cháy nơi lá khô thì lửa cũng không xảy ra nơi đống lá khô. Bây giờ, Phật tánh được ví như lá khô, vốn dĩ có thể sinh ra Phật. Nếu chiếu lăng kính là trí tuệ của Phật vào thì sẽ có ngọn lửa là Phật. Ấy là ngọn lửa đức tin khai mở Phật tánh, cháy bùng trên đống lá khô là chúng sanh. Đức Phật dùng lăng kính trí tuệ ấy chiếu vào thế gian này và rồi thế gian này được thắp sáng với ngọn lửa lòng tin. 2. Con người vì quay lưng với cái Phật tánh giác ngộ vốn có này, rồi bị vướng vào bụi trần phiền não, tâm trói buộc vào những tướng trạng thiện ác của sự vật, rồi ta thán là bất tự do. Vì sao con người đã có sẵn tâm giác ngộ vốn có mà vẫn sinh ra sai lầm, che mất ánh sáng Phật tánh, lênh đênh trong thế giới mê mờ như thế? Có chuyện kể ngày xưa có một anh thanh niên, vào một buổi sáng, khi nhìn vào gương đã kinh ngạc vì không thấy mặt và đầu của mình. Tuy nhiên, không phải đầu và mặt của anh ta mất mà chỉ vì anh ta nhìn vào mặt sau của gương, nên mới thấy như vậy. Nỗi khổ vì muốn đạt được sự giác ngộ mà không đạt được là ngu si và cũng không cần thiết. Trong giác ngộ không có mê lầm, sai lầm ở nơi con người đã tìm sự giác ngộ nơi cái tâm phân biệt. Họ không biết rằng đó là vọng tâm chứ không phải chân tâm. Vọng tâm ấy là tâm bị sao động bởi bụi trần tham si bên ngoài che mất tâm chân thật. Cho nên, nếu từ bỏ vọng tưởng thì giác ngộ sẽ tự quay về và sẽ hiểu ra rằng giác ngộ không phải là cái bên ngoài vọng tưởng. Điều bất tư nghi ở đây là khi người ta ngộ đạo thì thấy rằng không có vọng tưởng cũng không có cái được giác ngộ. 3. Phật tánh này không cùng tận. Cho dù sinh ra làm súc sinh, chịu cái khổ ngạ quỷ hay bị rơi vào địa ngục thì Phật tánh này cũng không tuyệt mất. Cho dù trong thân ô uế, cho dù dưới đáy tận cùng của phiền não nhiễm ô, hay hoàn toàn bị lãng quên, mối liên hệ của con người với Phật tánh cũng không bao giờ mất. 4. Có câu chuyện rằng, ngày xưa có một người đến nhà bạn chơi. Trong khi say rượu và ngủ tiếp đi thì người bạn có chuyện cần gấp phải đi ngay. Người bạn ấy vì nghĩ đến tương lai của người này, liền khâu vào tà áo của người ấy một viên bảo ngọc quý giá. Kẻ say rượu này không hề biết điều đó. Khi tỉnh dậy anh ta đi qua nước khác, lao nhọc để có đồ ăn kiếm mặc. Sau đó, có lần may mắn gặp lại người bạn cũ nọ,
được người bạn ấy chỉ rằng hãy dùng viên ngọc khâu sẵn nơi áo anh. Cũng giống như câu chuyện này, Bảo Ngọc tức là Phật tánh bị che đậy trong tà áo phiền não tham sân, nhưng Phật tánh ấy không bị nhiễm ô, vẫn sáng sạch và vô giá. Cũng vậy, bất cứ ai cũng có sẵn trí tuệ Phật. Đức Phật nhìn thấy điều đó và tin rằng tất cả chúng sanh đều có sẵn công đức và trí tuệ Phật. Thế nhưng con người vì bị ngu si che lấp, nhìn vấn đề ngược lại, vì không nhìn thấy Phật tánh của chính mình. Phật dạy cho con người xa lìa vọng tưởng và cho con người biết rằng vốn dĩ họ không khác với Phật. 5. Ở đây, nói đến Phật là Phật đã thành, con người là Phật sẽ thành trong tương lai, ngoài ra không có gì sai khác. Tuy nhiên, cho dù là Phật sẽ thành, nhưng vì chưa thành Phật nên nếu nghĩ rằng mình đã thành đạo thì phạm phải sai lầm lớn. Cho dù có Phật tánh nhưng nếu không tu thì nó sẽ không hiển bày. Nếu nó không hiển bày thì hoàn toàn không có chuyện là đã thành đạo. 6. Chuyện kể. Ngày xưa có một vị vua tập hợp nhiều người mù lại và cho sờ một con voi, rồi bảo những người mù này mỗi người hãy kể về con voi ấy như thế nào. Người sờ vào ngà voi thì nói con voi như củ cà rốt lớn. Người sờ vào tai voi thì nói voi như cái quạt. Người sờ vào mũi voi thì nói voi như cái chày. Người sờ vào chân voi thì nói voi giống như cái cối giã. Người sờ vào cái đuôi thì nói voi như sợi dây thừng. Không ai có thể biết về một con voi hoàn chỉnh. Cái thế của con người cũng như thế. Dù cho có thể mô tả một phần về bản chất của con người, nhưng không thể mô tả đúng về bản chất chân thực của con người, tức là Phật tánh. Muốn tìm thấy Phật tánh bất sanh bất diệt, dù chết cũng không mất, dù trong phiền não cũng không nhiễm ô, thì chỉ có cách là nương tựa vào Phật và giáo pháp của Ngài. Tiết 3. Vô ngã. 1. Nói đến việc rằng con người có Phật tánh, có thể có giáo lý dạy rằng Phật tánh ấy cũng giống như bản ngã, nhưng như thế là sai lầm. Khái niệm về ngã là do tâm chấp trước nghĩ ra, nhưng đối với người giác ngộ thì ngã là cái chấp trước cần phải bị phủ định, Phật tánh là viên ngọc cần phải được khai mở. Phật tánh có nơi ngã nhưng đó không phải là trường hợp có tôi hay cái của tôi. Ý nghĩ rằng có ngã là coi cái không có là có, ấy là cái hiểu biết sai lầm. Không công nhận Phật tánh, tức coi cái có là không có, ấy cũng là hiểu biết sai lầm. Điều này có thể giải thích bằng một ví dụ. Ví như có người mẹ đem đứa con bị bệnh của mình đến bác sĩ. Vị bác sĩ cho thuốc và dặn không nên cho con bú cho đến khi dùng hết thuốc. Người mẹ bèn bôi chất đắng vào vú làm cho đứa trẻ không đòi bú nữa. Sau đó đến khi thuốc hết, người mẹ rửa sạch chất đắng ở vú mình và cho con bú. Hành động này của người mẹ là vì lòng thương yêu con bà. Tương tự như thế, Đức Phật vì muốn dẹp bỏ cái hiểu sai lầm, dẹp bỏ chấp ngã cho chúng sanh nên nói là không có ngã. Và khi đã dẹp được cái hiểu sai lầm ấy rồi thì lại nói có Phật tánh. Ngã là cái dẫn đến mê lầm, Phật tánh là thứ dẫn đến giác ngộ. Chuyện kể có người phụ nữ, trong nhà có hũ vàng mà không hay biết, sống bần khốn mãi cho đến một ngày có người đào hũ vàng ấy ra và đưa vàng cho bà. Cũng như chuyện này, Đức Phật đã khai mở và chỉ Phật tánh cho chúng sanh. 2. Nếu thế, vì sao con người đã có sẵn Phật tánh mà lại có sự phân biệt quý tiện, giàu nghèo? Sao có chuyện đau lòng như giết hại lẫn nhau, dối trá lẫn nhau? Cũng như có một lực sĩ làm việc trong cung đình, anh ta hay đeo một viên kim cương trước trán. Có lần khi đánh vật thì viên kim cương này đập vào trán và bị dính sâu trong da trán. Người lực sĩ này tưởng mất viên kim cương rồi. Nhưng khi đến nhờ bác sĩ trị vết thương, bác sĩ nhìn qua biết vết thương ấy là do viên kim cương đính vào trong da, liền lấy ra cho vị lực sĩ ấy. Phật tánh của chúng sanh cũng bị che lấp trong bụi trần phiền não nên không thể nhìn thấy, nhưng nhờ vị bác sĩ giỏi là Đức Phật mà tìm thấy được trở lại. Như thế, cho dù có Phật tánh nhưng vì nó bị che đậy bởi tham, sân, si, bị trói buộc bởi nghiệp và quả báo nên con người phải thọ nhận những nghịch cảnh khác nhau. Nhưng thực tế Phật tánh không bị mất, cũng không bị phá hoại. Nếu loại bỏ được mê lầm thì sẽ tìm thấy lại được. Cũng như vị lực sĩ trong ví dụ trên tìm thấy viên ngọc nhờ vị bác sĩ lấy ra cho, chúng sanh cũng sẽ thấy được Phật tánh nhờ ánh hào quang của Phật. 3.
cũng giống như bò cái. Dù có loại lông trắng, lông đen, lông đỏ khác nhau, nhưng nếu vắt sữa thì sẽ có một màu trắng như nhau. Phật tánh cũng vậy. Cho dù trong nghịch cảnh khác nhau, sinh hoạt khác nhau, nhưng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như nhau. Ví như trên núi Himalaya có loại thuốc quý, nhưng bị che khuất bởi lùm cỏ dày nên con người không thể tìm ra. Thuở ấy có một vị tiên tìm thấy mùi hương của nó và biết chỗ thuốc ấy. Ông làm một cái ống để đựng thuốc trong đó. Nhưng sau khi vị tiên này mất đi thì thuốc ấy bị chôn vùi trong núi, bị thối đi trong ống ấy. Tùy chỗ nước trong ống ấy đổ ra mà mùi vị của nó biến đổi hẳn. Phật tánh cũng như ví dụ này. Vì bị che khuất sâu trong lùm cỏ phiền não nên con người không dễ tìm thấy nó. Nay Phật đã khai mở lùm cỏ ấy và chỉ cho mọi người. Dù hương vị của Phật tánh là chỉ có một, nhưng do vì phiền não mà lưu xuất ra nhiều loại mùi vị, con người sống theo nhiều nếp sống khác nhau. 4. Phật tánh này bền chắc như đá kim cương, không thể phá hoại. Cho dù có thể dùi thủng sỏi cát đá nhưng không thể dùi thủng được đá kim cương. Cho dù thân tâm có thể bị phá hủy nhưng Phật tính thì không thể phá hủy được. Phật tánh là đặc chất cao quý nhất của con người. Trong thế gian có đủ loại người khác nhau như nam tôn nữ ti, nhưng trong giáo pháp của Phật dạy về Phật tánh thì tất cả chúng sanh không có sự sai biệt. Nấu chảy quặng vàng thì những tạp chất sẽ trôi đi, và nếu luyện lên thì sẽ có được vàng ròng quý giá. Tâm như quặng vàng, nếu nấu chảy ra thì phiền não sẽ trôi đi. Dù bất cứ ai Phật tánh thanh tịnh cũng bình đẳng hiện bày. Phiền não. Tiết 1. Những phiền não của con người. 1. Có hai loại phiền não che khuất Phật tánh thanh tịnh. Một là phiền não thuộc tính biết, hai là phiền não thuộc tính cảm. Hai loại phiền não này là phân loại căn bản của tất cả phiền não. Nếu tìm hiểu gốc rễ của những phiền não này thì đó là vô minh và ái dục. Vô minh và ái dục này có năng lực sinh ra tất cả phiền não. Và chính hai thứ này là căn nguyên của tất cả phiền não của chúng sanh. Vô minh là vô tri, là không hiểu biết về đạo lý của sự vật. Ái dục tức là dục vọng bức bách, là căn bản của chấp trước đối với cái sanh. Có dục vọng muốn đối với cái thấy cái nghe, và ngược lại cũng còn có dục vọng muốn chết. Dựa trên vô minh và ái dục này, những phiền não như tham, sân, si, ả kiến, oán hận, ganh ghét, nịnh hót, lừa dối, kiêu ngạo, khinh khi, vô tâm, ích kỷ và nhiều thứ phiền não khác được sinh khởi. 2. Tham sinh khởi do vì nhìn thấy điều vừa ý rồi có ý nghĩ không đúng đắn. Sân sinh khởi là do vì nhìn thấy điều không vừa ý rồi có ý nghĩ không đúng đắn. Si là do vì vô tri, không biết điều nên làm, điều không nên làm. Tà kiến khởi lên là do vì thọ nhận sự giáo huấn không đúng đắn rồi có suy nghĩ không đúng đắn. Tham, sân, si là ba ngọn lửa của thế gian. Lửa tham làm nổi lòng dục, thiêu đốt con người mất tâm chân thật. Lửa sân làm nổi nóng giận, thiêu đốt con người hại mạng chúng sanh. Lửa si làm mê mờ tâm trí, thiêu đốt con người không hiểu biết Phật Pháp. Quả thật, thế gian này bị thiêu đốt bởi nhiều thứ lửa. Lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sanh già bệnh chết, lửa sầu bi khổ ưu. Ngùn ngụt cháy lên với nhiều loại lửa như thế. Những ngọn lửa phiền não này không chỉ có thiêu đốt ta mà còn dẫn đến hành động làm khổ người khác bằng những hành vi bất thiện từ thân, miệng, ý. Hơn nữa, những vết thương mưng mủ từ những ngọn lửa đó sẽ làm đập, tức dẫn con người đi vào con đường ác. 3. Lòng tham sinh khởi do ý muốn có nhiều, sân sinh khởi do cảm giác không có đủ, si sinh khởi do ý nghĩ không trong sạch. Tham thì ô nhiễm của tội lỗi tuy ít nhưng không dễ từ bỏ nó. Sân thì ô nhiễm tội lỗi nhiều nhưng có thể từ bỏ nó nhanh hơn. Si thì ô nhiễm tội lỗi nhiều và rời bỏ nó không dễ dàng. Do đó, con người cần phải nghĩ đúng khi nhìn thấy tướng trạng điều mình ưa thích, nuôi dưỡng lòng từ khi nhìn thấy những thứ mình không ưa,
thường phải tư duy đúng đắn thì có thể dập tắt ba ngọn lửa này. Nếu con người khi nào cũng đầy đủ chánh tâm, thanh khiết, vô tư thì sẽ không bị phiền não quấy nhiễu. 4. Tham sân si là những thứ như cơn nóng sốt. Dù bất cứ ai, hễ có cơn sốt đó thì dù có nằm trong phòng tráng lệ thế nào đi chăng nữa cũng trằn trọc bởi cái nhiệt đó và khổ sở không thể ngủ ngon giấc được. Người không có những cơn nóng sốt là ba thứ phiền não này thì dù là đêm đông mà ngủ trên sàn mỏng với nệm bằng lá khô cũng vẫn ngủ ngon giấc. Đêm hè dù có nằm trong gian phòng chật hẹp kín bưng cũng vẫn ngủ ngon lành. Ba thứ tham, sân, si này là nguồn gốc sầu bi và đau khổ của thế gian. Để chấm dứt sầu bi và đau khổ ấy thì phải tuân theo giới cấm, thực hành thiền định và phải có trí huệ. Tuân theo giới cấm để dẹp bỏ ô nhiễm của lòng tham, thực hành thiền định là để dẹp bỏ ô nhiễm của sân hận, trí tuệ là để dẹp bỏ nhiễm ô của si mê. 5. Dục vọng của con người là vô cùng, cũng giống như cái khát của người uống nước muối, không bao giờ hết khát. Anh ta sẽ không bao giờ thấy uống đủ, cơn khát càng lúc càng tăng. Con người muốn thỏa mãn cái muốn, nhưng chỉ lại chứa chất điều bất mãn. Con người tuyệt nhiên không thể làm thỏa mãn cái muốn được, và rồi có cái khổ sở vì cầu mà không được. Khi không thể thỏa mãn, thì trở nên điên cuồng. Con người chiến tranh vì lòng tham muốn, vì cái muốn mà đấu tranh. Vua với vua, thần với thần, cha với con, anh với em, chị với em, bạn bè với bạn bè, chỉ vì lòng tham muốn mà điên cuồng cãi vã lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau. Và con người vì lòng tham muốn mà hủy hoại cả thân mình, trộm cắp, lừa đảo, hoang dâm. Đến khi bị bắt, chịu đựng hình phạt thì buồn phiền đau khổ. Con người cũng vì lòng dục mà chất chồng tội lỗi từ thân, miệng, ý. Không những chịu nhiều sự khổ nơi cõi đời này mà đời sau, khi chết đi còn phải đi vào thế giới tối tăm, chịu nhiều điều khổ sở. 6. Ái dục là vua của bao phiền não, tất cả mọi phiền não đều theo đó mà sinh ra. Ái dục như mảnh đất ẩm có gieo mầm phiền não, sinh ra đủ mọi loại phiền não. Ái dục như ác quỷ ăn nuốt tính thiện, các thiện pháp sẽ bị tiêu diệt. Ái dục như con rắn độc trú ẩn trong hoa, sẽ châm nọc độc sát hại người muốn hoa dục vọng. Ái dục như dây leo quấn vào cây làm cho cây khô héo đi. Ái dục quấn vào tâm người, hút hết chất thiện trong tâm con người. Ái dục như miếng mồi ném cho ác ma, con người nếu bị cuốn vào đây thì sẽ chìm đắm vào con đường của ác ma. Nếu cho con chó đói một mẫu xương khô bôi máu, con chó gặm ngấu mẫu xương ấy chỉ được mệt mỏi và lao nhọc. Ái dục không thể nuôi dưỡng tâm con người cũng giống hệt mẫu xương và con chó đói kia. Bầy thú tranh nhau miếng thịt rồi cấu xé nhau. Kẻ ngu si cầm bó đuốc mà đứng ngược gió, nên bản thân mình bị thiêu cháy. Cũng như bọn mãnh thú kia, và cả như người ngu này, con người vì lòng dục mà làm tổn hại thân mình, thiêu cháy thân mình. 7. Con người ta có thể tránh mũi tên độc bắn từ bên ngoài vào, nhưng không có cách nào tránh được tên độc bắn từ bên trong. 4 thứ tham, sân, si và kiêu ngạo được ví như bốn thứ tên độc làm phát sinh ra đủ thứ bệnh tật. Khi tâm có tham sân si thì miệng con người ta sẽ nói dối, nói thừa, nói lời ác, nói hai chiều. Thân sẽ phạm phải sát sinh, trộm cắp và tà hạnh. Ý có ba điều, miệng có bốn điều và thân có ba điều. Đấy là 10 điều ác. Nếu con người có thói quen nói dối một cách tự nhiên, không ác sự gì mà không thể phạm. Vì làm điều ác nên họ phải nói dối, và khi họ đã nói dối được thì họ sẽ làm điều ác một cách bình thường. Lòng tham, ái dục, lo sợ, sân giận đều do ngu si mà ra. Bất hạnh, xui xẻo cũng từ ngu si mà ra. Ngu si thực sự là bệnh độc của con người. 8. Từ phiền não mà có ác nghiệp, từ ác nghiệp mà dẫn đến khổ đau. Phiền não, ác nghiệp, khổ của con người là cái bánh xe quay hoài không ngừng nghỉ. Vòng quay của bánh xe này là vô thủy vô chung.
Nhưng con người không biết là cần phải tránh khỏi vòng luân hồi này, luôn phải theo vòng luân hồi quay về chỗ cũ, từ kiếp sống hiện tại đến kiếp sống sau này, cứ tái sanh mãi mãi. Trong vòng luân hồi vô tận, kiếp sanh tử của con người được ví nhiều đến nỗi nếu chất xương tử thi thì cao hơn núi, nếu tập hợp sữa đã từng bú mẹ thì sữa ấy nhiều hơn nước biển. Do đó, cho dù nói con người có Phật tánh nhưng do vì lún sâu trong bùn lầy phiền não mà khó nảy mầm. Phật tánh chưa nảy mầm ấy cho dù là có nhưng không thể nói có. Đây là lý do vì sao si mê của con người cứ liên miên bất tận. Tiết 2. Tính chất của con người. 1. Tính chất của con người khó hiểu được, như lùm cây không biết lối vào. Nếu so tính chất của người với tính chất của mãnh thú thì mãnh thú dễ hiểu hơn nhiều. Để phân loại tính chất khó hiểu này của con người thì có 4 hạng. Một là hạng tự làm khổ mình do thụ giáo sai mà hành khổ hạnh. Hai là hạng người làm khổ người khác, sát hại, trộm cắp và ngoài ra còn làm nhiều điều hung ác khác nữa. Ba là hạng người không chỉ tự làm khổ mình mà còn làm khổ người khác. Bốn là hạng người không làm khổ mình mà cũng không làm khổ người khác, vì ấy xa lìa tham dục, sống an tịnh, gìn giữ lời dạy của Phật, không sát hại, không trộm cắp, hành hạnh thanh tịnh. 2. Ngoài ra, trên thế gian này còn có 3 hạng người. Người như chữ khắc trên đá, người như chữ viết trên cát và người như chữ viết trong nước. Người như chữ khắc trên đá có nghĩa là người thường giận hờn và cái giận ấy kéo dài. Việc giận hờn như chữ được khắc trên đá, không nhòa. Người như chữ viết trên cát là chỉ cho người thường giận hờn, nhưng cái giận ấy như chữ viết trên cát, nhanh chóng mất đi. Người như chữ viết trên nước là nói đến người đầy tính khí ôn hòa, dù nghe lời ác, lời không vui từ kẻ khác nhưng không hề để bụng, cũng giống như chữ được viết trên nước, sẽ bị trôi ngay không thể thành hình. Và lại nữa, ngoài ra cũng có 3 hạng người. Hạng thứ nhất là người tâm tánh cạn cợt dễ hiểu, cao ngạo, hời hợt, thường không trầm tĩnh. Hạng thứ hai là người tâm tánh sâu sắc khó hiểu, điềm tĩnh, chú ý sâu sắc đến sự vật, kham nhẫn dục vọng. Hạng thứ ba là người tâm tánh cực kỳ khó hiểu, là người đã diệt tận tất cả phiền não. Như thế, chúng ta đã có thể phân loại ra những hạng người nói trên. Nhưng thực ra thì tính chất thật của con người không dễ hiểu. Chỉ có Đức Phật mới hiểu biết hết về tất cả tính chất ấy và chỉ ra lời dạy phù hợp cho mỗi người. Tiết 3. Hiện thực về cuộc đời. 1. Có một câu chuyện ví dụ về cuộc đời. Có một người chèo thuyền xuôi theo dòng sông. Có người đứng trên bờ nói lớn cảnh cáo rằng đừng có vui thú xuôi dòng như thế nữa. Dưới hạ lưu kia có sóng, có dòng xoáy cuốn, có cá sấu và yêu quái giữ sống ở dưới sâu. Cứ thế mà xuôi dòng thì phải chết mất đấy. Trong ví dụ này dòng sông là ví cho đời sống ái dục, việc vui thú mà xuôi dòng là ví cho việc chấp trước vào bản thân, có sóng là ví cho cuộc sống hận thù và phiền muộn, có dòng xoáy cuốn là ví cho cái vui dục lạc, có cá sấu và yêu quái giữ sống ở dưới sâu là chỉ cho cuộc sống hủy diệt bởi tội lỗi. Và người đứng trên bờ đây là nói đến Đức Phật. Cũng có một ví dụ nữa. Có một người đàn ông phạm tội rồi chạy trốn vì bị truy lùng. Trong lúc đến đường cùng thì thấy ngay chỗ mình đến có một cái giếng cổ và có dây leo xuống dưới. Khi anh ta đang bám vào dây leo mà xuống giếng thì nhìn thấy dưới ấy có một con rắn độc đang há miệng chờ. Không còn cách nào khác, anh ta cứ bám vào sợi dây rồi treo tòng teng như vậy. Chẳng bao lâu thì anh ta cảm thấy hai tay đau buốt. Lại xuất hiện hai con chuột đen và trắng gặm nhấm sợi dây ấy. Nếu sợi dây mà đứt thì chắc chắn anh ta sẽ rơi xuống làm mồi cho rắn độc. Bỗng anh ta ngẩng đầu nhìn lên thì thấy từ một tổ ong gần đó nhỏ xuống một hai giọt mật ong ngọt ngào. Khi ấy người đàn ông ấy quên mất mối nguy của mình mà mê mẩn đi. Trong ví dụ này, có một người đàn ông chỉ cho tướng trạng cô độc một mình sinh ra một mình chết đi. Bị truy lùng hay rắn độc là chỉ cho thân thể của mỗi người vốn có nguồn gốc là ái dục. Sợi dây nơi giếng cổ là chỉ cho mạng sống của con người. Hai con chuột đen và trắng là chỉ cho thời gian 5 tháng. Giọt mật ong là chỉ cho cái vui dục lạc trước mắt. 2. Lại có một câu chuyện nữa. Có một ông vua sở hữu một cái hộp nhốt 4 con rắn độc.
ông ra lệnh cho một người đàn ông nuôi 4 con rắn đó và bắt anh ta phải hứa nếu làm cho một trong 4 con rắn đó nổi sung lên thì anh ta phải chết. Người đàn ông sợ cái lệnh ấy của nhà vua nên quăng cái hộp mà bỏ trốn. Vua biết chuyện, liền sai cho 5 vị hạ thần đuổi theo. Họ giả vờ lân la để bắt về. Người đàn ông này không tin nên lại chạy trốn vào một ngôi nhà trong làng. Khi đó, trên không trung bỗng có tiếng nói rằng trong làng này không có ai cả và đêm nay sẽ có 6 tên cướp đến làng này. Người đàn ông hết sức kinh hãi và lại trốn đi nơi khác. Anh ta đến một dòng sông có sóng lớn, khó mà băng qua sông được. Vì nghĩ rằng ở lại bên này thì nguy hiểm nên anh ta bèn làm một chiếc bè. Thật là thập tử nhất sinh, cuối cùng anh ta cũng đã qua được bờ và bắt đầu cảm thấy an lành. 4 con rắn độc là 4 yếu tố đất nước lửa gió tạo thành con người. Chúng có nguồn gốc là lòng dục, là kẻ địch của tâm con người. Do đó, người đàn ông kia đã chán ghét thân này mà bỏ chạy. 5 viên quan hạ thần giả vờ làm quen với anh ta là 5 yếu tố cấu thành thân tâm của con người. Căn nhà anh ta ẩn náu trong làng là 6 quan năng của con người. 6 tên cướp là 6 đối tượng của 6 quan năng ấy. Như thế, nhìn thấy sự nguy hiểm của các quan năng nên lại bỏ trốn. Nhìn thấy con sông có sóng lớn là những hoạt động điên cuồng của phiền não. Chèo chiếc thuyền giáo pháp băng qua con sông phiền não sâu vô tận này và đã đạt đến bờ bên kia một cách an lành. 3. Trên cõi đời, có 3 trường hợp mà mẹ cũng khó có thể cứu được con, con cũng khó có thể cứu được mẹ. Đó là khi có tai họa về cháy lớn, khi có tai họa về lụt lớn, khi có tai nạn về trộm cướp lớn. Nhưng 3 trường hợp tai nạn này đôi khi mẹ con có thể còn cứu nhau được. Ở đây nói đến 3 trường hợp tai họa mà mẹ không thể cứu con không thể cứu mẹ. Đó là khi cái giả đoanh vây, khi cái bệnh đoanh vây, khi cái chết đoanh vây. Người con làm sao thay thế được cái giả của mẹ? Cho dù người con có khóc lóc vì cái bệnh hoành hành thì người mẹ làm sao có thể bệnh thay cho con? Cho dù là mẹ con, đối với cái chết của người con hay cái chết của người mẹ thì họ cũng không thể nào thay thế cho nhau được. Cho dù tình thương của mẹ con sâu nặng đến chừng nào thì trong trường hợp này cũng không thể giúp nhau. 4. Đối với người có tội, khi còn sống trong thế giới này làm nhiều điều ác, chết đi đọa vào địa ngục. Diêm Ma Vương tra hỏi, nhà ngươi khi còn sống trên cõi người đã không gặp 3 vị thiên sứ sao? Thưa đại vương, tôi không có gặp những vị ấy. Thế ngươi có từng gặp người già lưng còng, chống gậy đi run rẩy không? Thưa đại vương, người già như thế thì nhiều lắm. Nhà ngươi dù đã gặp thiên sứ ấy, vậy mà không nghĩ mình cũng sẽ già đi mà mau mau làm điều thiện, nên bây giờ phải chịu quả báo. Diêm Ma Vương lại hỏi, nhà ngươi có từng thấy người bị bệnh một mình không thể dậy được, mắt mờ, gầy yếu khốn khổ không? Thưa đại vương, người như thế thì thấy nhiều lắm. Nhà ngươi đã gặp thiên sứ là người bệnh, vậy mà không nghĩ mình cũng sẽ bệnh, vì không e sợ gì cả nên đã vào địa ngục này. Diêm Ma Vương lại hỏi, nhà ngươi có từng thấy người chung quanh nhà ngươi chết không? Tâu đại vương, tôi đã nhìn thấy nhiều người chết lắm. Nhà ngươi đã từng gặp thiên sứ cảnh báo sự chết chóc, vậy mà không nghĩ mình sẽ chết, lười nhác làm điều lành nên nay nhận quả báo. Những gì nhà ngươi đã làm thì nay nhà ngươi phải chịu nghiệp báo của nó. 5. Có câu chuyện, có một người phụ nữ trẻ tên là Kijagotami. Do đứa con trai duy nhất còn rất nhỏ của cô ấy chết, cô ta mất trí, ôm cái xác con mình đi khắp nơi tìm người cứu chữa. Không thể làm gì được với người phụ nữ điên loạn này, người trong làng chỉ biết xót xa nhìn sự việc. Có vị đệ tử của Phật thấy thế bèn khuyên cô ấy đến chỗ Đức Thích Tôn ở Tịnh Xá Kỳ Viên. Thế là người phụ nữ tức tốc ôm con đến chỗ Đức Phật. Đức Thế Tôn yên lặng nhìn rồi nói, này chị, để chị lành cho đứa bé này thì cần vài hạt cây anh túc. Chị hãy đi vào làng xin cho ta vài hạt. Nhưng những hạt anh túc đó phải từ những nhà nào mà không có bà con thân thuộc chết nhé. Thế rồi người phụ nữ điên đi vào làng tìm hạt anh túc. Hạt anh túc thì dễ có, nhưng nhà không có người chết thì không thể tìm ra được. Cuối cùng người phụ nữ này không kiếm được hạt và trở về chỗ Đức Thích Tôn.
Nhìn thấy thái độ điềm tĩnh yên lặng của ngài, cô gái chợt ngộ được ý nghĩa lời Phật, cảm thấy như vừa tỉnh mộng. Cô đem con chôn cất xong liền trở về quy y thành đệ tử của ngài. Tiết 4. Chân tướng của mê vọng. 1. Con người trong thế gian, tình người bạc bẽo, không biết tình thân hay tôn trọng lẫn nhau, lại còn tranh giành nhau những điều đáng chán, sống trong giờ tệ và khổ sở, cố công làm việc phần mình và rốt cục chỉ trải qua những tháng ngày như thế. Dù có địa vị cao hay thấp, giàu hay nghèo, con người đều phải khổ vì một điều, đó là tiền. Có tiền cũng khổ, không có cũng khổ, vì tâm của họ bị dục vọng điều khiển nên không thể nào an ổn. Người giàu có nếu có ruộng sẽ lo về ruộng, nếu có nhà sẽ lo về nhà, chấp trước những thứ sở hữu và nỗi lo càng chồng chất. Hoặc khi gặp thiên tai, gặp khổ nạn, bị trộm cướp, bị thiêu cháy mà mất thì họ sẽ phiền não mà đến mất thân mạng. Tuy nhiên, họ chỉ đi một mình khi chết đi, không có ai đi theo, không có vật gì có thể mang theo được. Người nghèo khó thì khổ vì thường không có đủ, muốn có nhà, muốn có ruộng, bị thiêu đốt vì những suy nghĩ muốn có này mà thân tâm rã rời. Và do đó mà không sống hết được cuộc đời mình, chỉ đến giữa chừng thì chết. Họ nhìn thấy như thể tất cả thế gian này là thù địch, tử lộ một mình, phải một mình lùi thủi cất bước phương xa. 2. Lại nữa, thế gian này có 5 điều ác. 1 là tranh giành lẫn nhau. Tất cả mọi loài từ con người cho đến loài côn trùng bò bay máy cựa, kẻ mạnh hiếp đảo kẻ yếu khinh khi kẻ mạnh, cắn giết cấu xé lẫn nhau. 2 là không có sự phân biệt rõ ràng giữa một người cha và một người con, giữa một người vợ và một người chồng, người vai vế lớn và người vai vế nhỏ. Tất cả không giữ gìn cho nhau. Ai cũng muốn mình là trung tâm, khinh khi lẫn nhau, tâm ý và lời nói khác nhau, không có thành thật. 3 là không có sự rõ ràng trong hành vi của người nam và người nữ. Mọi người đôi khi có suy nghĩ không trong sạch và bất chính, muốn dẫn người kia đến những hành vi có vấn đề và thường đi đến ô danh, kiện cáo lẫn nhau. 4 là không có ý tính cùng nhau làm điều lành, chỉ cho nhau làm ác, khi dối, nói lời vô ích, lời ác, lời hai chiều, làm tổn hại lẫn nhau. Không biết tôn kính nhau, chỉ có mình là cao cả vĩ đại, làm tổn thương người khác mà không hề phản tỉnh. 5 là biếng chế trong mọi việc, không biết làm điều thiện, không biết ơn nghĩa, không biết trách nhiệm, chỉ hành động theo cái muốn của mình, làm phiền người khác và rồi cuối cùng phạm vào tội nặng. 3. Lẽ ra con người phải yêu kính lẫn nhau, nhường nhịn cho nhau, nhưng chỉ vì một chút lợi ích mà tranh giành ghét bỏ nhau. Và cho dù chỉ có chút tranh chấp nhỏ, nhưng theo thời gian lớn dần, sự ghét bỏ nhau lớn dần lúc nào không hay. Những tranh chấp và làm hại lẫn nhau trên thế gian này không thể chấm dứt ngay, sự hiềm giận độc hại càng chồng chất. Khi đã khắc sâu sự hiềm giận vào tâm khảm rồi thì dù tái sinh cũng sẽ làm tổn hại lẫn nhau. Con người một mình sinh ra nơi thế giới ái dục này và một mình chết đi. Không có ai có thể chịu thay quả báo trong tương lai mà mỗi người phải tự chịu. Việc thiện và việc ác có quả báo khác nhau. Việc thiện được quả báo an vui, việc ác chịu quả báo tai ách. Đó là đạo lý bất di bất dịch. Thế nhưng con người không nghĩ đến trách nhiệm đối với hành vi của mình, đến khi quả báo tất nhiên đến phải một mình gánh chịu. 4. Mối nhân duyên ái ân trói buộc con người trong ưu bi, trải qua tháng năm cũng không thể thoát khỏi những suy nghĩ đau buồn. Theo đó, họ ngụp lặn trong dục tham, bị bao vây bởi ác ý dẫn đến hành động không tốt, tranh chấp với người khác, không thể tiến gần con đường chân chính. Dù chưa hết thọ mạng mà bị cái chết bủa vây rồi phải chịu khổ đau mãi mãi. Hành vi của những người như thế này là trái với con đường tự nhiên, quay lưng với đạo lý của thế gian nên phải hứng lấy tai họa, phải chịu khổ chất chồng cả kiếp sống này và cả kiếp sau. Thật vậy, những việc thế tục trôi qua như chớp mắt, không có gì có thể tin cậy được,
không có gì là sức mạnh. Thật đáng buồn cho những ai không biết điều này mà cứ mãi tìm cầu quái lạc. 5. Những việc như trên chính là chân tướng của thế gian này. Con người sống trong cái khổ mà chỉ làm điều ác, không biết làm lấy một chút điều thiện. Do đó, đúng như quy luật, không thể nào tránh được quả báo khổ đau. Con người chỉ chăm chăm coi trọng mình, không biết ban bố ân huệ cho kẻ khác, nên bị dục vọng chi phối, dấy động các thứ phiền não. Do đó mà sinh khổ và chịu kết quả của khổ. Vinh hoa thoáng chốc qua đi, không thể kéo dài mãi được. Quái lạc trong cõi đời này cũng không có gì có thể còn mãi. 6. Do đó, con người nên gác việc đời, cầu đạo khi mình còn khỏe mạnh và nguyện cầu đời sống vĩnh cửu. Ngoài việc cầu đạo giác ngộ ra thì có gì đáng nương tựa và hạnh phúc hơn nữa. Nhưng con người không tin nếu làm điều tốt thì được thiện quả, nếu có hành vi hợp đạo lý thì được đạo lý. Họ cũng không tin nếu bố thí thì sẽ có hạnh phúc, không tin tất cả mọi điều thiện ác sẽ có liên quan đến mọi sự. Họ chỉ có tư duy sai lầm, không biết đạo lý, không biết điều thiện, tâm trí tối tăm, không biết rằng quy luật họa phước cát hung do đâu sanh khởi, chỉ khóc than về những thứ xảy ra trước mắt. Vì không có vật gì mà không thay đổi nên nói vạt vật là vô thường. Con người chỉ biết than khóc đau thương, không nghe giáo pháp, không tư duy sâu sắc về tâm, chỉ ngụp lặn trong khoái lạc nhãn tiền, tham đắm tiền tài sắc dục mà không biết chán. 7. Con người ta từ xa xưa sống trải qua thế giới u mê, lặn ngụp trong ưu bi khổ não không thể nào nói hết. Cho đến ngày nay kia mê ấy cũng chưa dứt. Nay gặp giáo pháp của Phật, nghe danh Phật và tin cậy được là điều thật sự vui mừng. Do đó cần tích tập tư duy lành, tránh điều ác chọn điều thiện và phải nỗ lực tu tập. Chúng ta ngày nay hạnh phúc gặp được lời Phật, ai cũng cần phải tin lời Phật dạy và nguyện được sinh trong cõi nước của Ngài. Vì tin lời Phật dạy nên con người không theo người khác mà bước vào con đường phiền não và tạo tội ác nữa. Và lời Phật dạy ấy không chỉ để cho mình thực hành mà cần phải chỉ cho người khác cùng thực hành. Sự cứu độ, tiết 1, hạnh nguyện của Đức Phật. 1. Như từ trước đã nói, đời sống của con người là thứ khó lìa khỏi phiền não. Và từ vô thì xa xưa con người đã mang tội nghiệp chồng chất như núi, rồi u mê chồng chất u mê. Do đó, cho dù có viên ngọc Phật tánh nhưng không dễ dàng khai mở được. Đức Phật nhìn thấu suốt điều này của con người. Trong thời xa xưa, có một vị Bồ Tát, vì thương con người, muốn xoa dịu tất cả lo sợ cho con người mà làm vị Bồ Tát Đại Từ Bi, phát khởi nhiều hạnh nguyện và thề rằng cho dù thân này chịu khổ nhọc thế nào thì cũng quyết thực hành cho bằng được. Đại khái những hạnh nguyện ấy là: à, nếu tôi thành Phật thì những chúng sanh sinh vào trong cõi nước của tôi cũng có thể thành Phật. Nếu chưa đạt được thì tôi nguyện không thành. B. Nếu tôi có thành Phật mà ánh sáng của tôi còn giới hạn chưa thể chiếu soi toàn cõi nước thì tôi nguyện không thành. C. Nếu tôi thành Phật mà thọ mạng có thể đếm được, cho dù là số bao nhiêu đi nữa, thì tôi cũng nguyện không thành. D. Nếu tôi thành Phật mà mười phương thế giới chư Phật không tán thán hết lời, không xưng danh hiệu tôi thì tôi nguyện sẽ không thành. E. Nếu tôi thành Phật mà mười phương chúng sanh với tâm chân thật, khởi niềm tin sâu sắc muốn sanh vào nước tôi, nếu niệm danh hiệu tôi 10 lần mà không thể sanh về, thì tôi nguyện sẽ không thành Phật. F. Nếu tôi thành Phật mà 10 phương chúng sanh khởi tâm cầu đạo, tu tập nhiều công đức, với tâm chân thật phát khởi hạnh nguyện muốn sanh về cõi nước của tôi. Nếu khi người đó mệnh chung mà tôi không cùng các vị Bồ Tát vĩ đại xuất hiện trước vị ấy để đón về thì tôi sẽ không thành Phật. G. Nếu tôi thành Phật mà mười phương chúng sanh nghe tên tôi, nghĩ về cõi nước của tôi, với việc đã gieo trồng nhiều công đức, tận tâm cúng dường, muốn sanh về cõi nước của tôi mà không thể sanh về như ý, thì tôi nguyện không thành Phật. H. Nếu tôi thành Phật, những chúng sanh sinh vào trong nước tôi sẽ đạt được giai vị đời sau sẽ thành Phật. Chỉ trừ những ai có phát thệ riêng, vì lợi ích của chúng sanh mà mặc áo đại nguyện, tinh tấn vì lợi ích và an lành cho thế gian, dẫn dắt vô lượng chúng sanh đến giác ngộ và thực hành đại từ bi. Nếu không như thế thì tôi nguyện không thành Phật. Một, nếu tôi thành Phật,
tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới khi tiếp xúc với ánh sáng của tôi thì thân tâm nhu nhuyễn, muốn có những thứ thù thắng hơn cõi đời này. Nếu không như thế thì tôi nguyện không thành Phật. Gì? Nếu tôi thành Phật, tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới khi nghe tên tôi sẽ được niềm tin sâu sắc không bị sanh tử buộc ràng, và cũng được trí tuệ sâu màu không gì chướng ngại được. Nếu không được như thế thì tôi nguyện không thành Phật. Nay tôi phát khởi những thệ nguyện này, nếu những nguyện này không tròn đầy được thì tôi thề không thành chánh giác. Tôi sẽ thành nguồn ánh sáng vô tận chiếu soi khắp tất cả cõi nước, cứu vớt chư khổ não trong đời, vì chúng sanh khai mở kho tàng chánh pháp, ban bố công đức rộng khắp muôn nơi. 2. Lập nguyện như thế, vị ấy đã tích tập công đức trải qua thời gian dài vô lượng, kiến tạo quốc độ thanh tịnh và đã thành Phật từ xa xưa. Nay đang thuyết pháp nơi thế giới cực lạc ấy, cõi nước ấy thanh tịnh, an ổn, lìa các phiền não, ngập tràn niềm vui của sự giác ngộ. Đồ mặc, thức ăn và tất cả những điều đẹp đẽ hiện ra đúng như mong muốn của những chúng sanh ở cõi nước ấy. Khi những cơn gió nhẹ thổi qua, những cây báu đung đưa phát ra âm thanh thuyết pháp khắp bốn phương. Người nghe âm thanh ấy, cấu uế trong tâm tuyệt đối không còn. Lại nữa, đất nước ấy luôn có những bông hoa sen đủ màu nở thắm. Mỗi bông hoa có rất nhiều cánh, nơi mỗi cánh ánh màu của cánh ấy lấp lánh. Mỗi ánh sáng đó nói ra lời dạy của Phật, làm cho người nghe an lành trong con đường đạo. 3. Lúc bấy giờ tất cả chư Phật trong mười phương khen ngợi công đức thù thắng của Đức Phật này. Bất cứ ai nghe đến danh hiệu của Phật này đều nhất tâm mừng vui tin tưởng, và do đó được sinh về cõi nước của Phật ấy. Những người đến được cõi nước của Phật ấy đều có thọ mạng vô cùng. Lại nữa, tự mình còn phát thệ muốn cứu những người khác và nguyện ấy được khuyến khích thực hành. Với việc phát khởi những thệ nguyện như thế sẽ lìa khỏi chấp trước, chứng được đạo lý vô thượng, lợi ích cho mình mà đồng thời cũng làm lợi cho người khác, cùng sống trong từ bi với tất cả mọi người, không ràng buộc trong chấp trước thế gian. Con người trong cõi Phật vừa hiểu khổ đau nơi cõi đời này, đồng thời cũng biết khả năng vô hạn về từ bi của Phật. Trong tâm họ không chấp trước, không còn phân biệt giữa mình và người. Đến hay đi, tiến lên hay dừng lại đều không chấp nhất, tự do tự tại như mong muốn. Và hơn nữa, họ đã chọn ở lại cùng bên những người mà Đức Phật đã dụ lòng từ bi. Do đó, nếu có một người khi nghe danh hiệu của Đức Phật này mà hoan hỷ rõng mãnh, dù chỉ một lần niệm danh hiệu của Ngài thì người ấy cũng được lợi ích lớn. Do đó, cho dù phải kinh qua thế giới đầy lửa dữ này, khi nghe lời dạy ấy thì nên hoan hỷ kính tin mà thực hành theo đó. Nếu con người nghiêm túc muốn được giác ngộ thì dù gì cũng phải nhờ sức của Đức Phật này. Không có sức gia trì của chư Phật mà có thể giác ngộ là điều không thể đối với con người thường tình nơi thế gian. 4. Đức Phật A-di-đà ấy không cách xa chúng ta. Cõi nước của Phật ấy tuy có xa nhưng cũng tồn tại trong tâm của những ai nhớ nghĩ đến Phật. Trước tiên, nếu tưởng tượng nhìn thấy hình tướng của Phật ấy trong tâm, Ngài có ngàn vạn ánh vàng chói sáng, có 84.000 tướng mạo và đặc trưng. Nơi mỗi mỗi tướng mạo ấy có 84.000 ánh sáng, mỗi mỗi ánh sáng ấy chiếu soi đến những ai tín thành niệm Phật, bao dung không sót một ai. Và với việc chiêm bái Đức Phật này mà có thể chiêm bái được tâm của Phật. Tâm của Ngài chính là lòng từ bi vĩ đại, không những cứu độ những người có tín tâm, mà còn cứu độ cho cả những người không biết đến hay quên mất lòng từ bi của Phật. Đối với người có tín tâm, Phật ban cho cơ hội hợp nhất với Ngài. Nếu nghĩ nhớ đến Phật thì vì Ngài hóa thân đến khắp tất cả mọi nơi nên cũng hiện vào trong tâm của tất cả mọi người. Chính vì thế, khi trong tâm nghĩ đến Phật thì tâm ấy thật sự có Phật với những đặc trưng và tướng mạo viên mãn. Tâm ấy chính là tâm Phật. Người có tín tâm thanh tịnh trơn chánh thì nên hình dung tâm mình chính là tâm của Phật. 5. Đức Phật có nhiều hình tướng, hiện ra tùy theo năng lực của mỗi người, đầy khắp nơi thế giới này, vô hạn không thể nghĩ lường hết được. Có thể chiêm ngưỡng hình tướng ấy trong vũ trụ, trong tự nhiên, trong mỗi mỗi con người. Tuy nhiên, việc niệm danh hiệu Phật thì chắc chắn có thể chiêm bái được hình tướng của Ngài. Đức Phật này thường có hai vị Bồ Tát đi theo nghênh đón những ai niệm Phật. Tuy hóa thân của Phật đầy khắp thế giới nhưng chỉ có người có tín tâm thì mới có thể nhìn thấy được. Dù chỉ nghĩ đến hình tướng giả tạm của Phật thôi cũng được vô lượng công đức.
nên công đức chiêm bái Đức Phật chân thật là không thể nghĩ lường. 6. Tâm của Đức Phật này chính là trí tuệ và từ bi vĩ đại, cho nên đối với bất cứ hạng người nào cũng có thể cứu độ được. Do ngu si mà phạm tội tày trời, tâm thì ôm những ý nghĩ tham sân si, miệng thì nói lời dối trá, nói lời vô ích, nói lời ác, nói hai chiều, thân thì sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Người phạm 10 điều ác như thế, do vì những hành vi ác ấy mà vĩnh viễn chịu khổ trong tương lai. Những người ấy khi mạng chung có bạn lành đến, thân thiết chỉ cho rằng, lúc này có lẽ anh đang đau đớn, nghĩ đến Phật e cũng không nổi. Nhưng anh chỉ cần thầm gọi tên của Phật thôi cũng được lợi ích. Người ấy liền nhất tâm gọi tên Phật, trong khoảnh khắc, diệt trừ tất cả tội nghiệp vốn phải bị đọa vào thế giới u mê và được cứu độ. Nếu con người niệm danh hiệu Phật này thì sẽ tiêu trừ được tội lỗi vốn phải chịu đọa vào trong thế giới u mê bất tận. Huống hồ nhất tâm nhớ nghĩ thì đương nhiên lại càng được lợi ích hơn. Người tinh tấn niệm Phật là người thanh cao như hoa sen trắng, sẽ thành bạn lữ với hai vị Bồ Tát từ bi và trí tuệ, lại thường không xa lìa thánh đạo, và cuối cùng sẽ được sanh về cảnh giới tịnh độ. Do đó, con người cần phải ghi nhớ điều này. Việc ghi nhớ điều này cũng là ghi nhớ danh hiệu của Đức Phật ấy. Tiết 2. Quốc độ thanh tịnh. 1. Đức Phật này hiện nay đang thuyết pháp. Con người ở cõi nước này đều không biết gì về khổ, chỉ vui sống những ngày tháng thong thả, nên gọi là cực lạc. Nơi cõi nước ấy có ao sen được làm từ 7 báu, bên trong có đầy nước tinh sạch, đáy hồ được phủ cát bằng vàng ròng, có hoa sen lớn bằng bánh xe khoe sắc. Những hoa sen ấy, cái màu xanh thì tỏa ra ánh sáng xanh, cái màu vàng thì tỏa ra ánh sáng vàng, cái màu đỏ thì tỏa ra ánh sáng đỏ, cái màu trắng thì tỏa ra ánh sáng trắng, và mùi hương tao nhã thơm ngát. Và chung quanh hồ ấy có những lầu các được làm bằng 4 báu vàng, bạc, ngọc xanh, pha lê, có cầu thang được làm từ đá cẩm thạch. Và ở những chỗ khác, trên hồ lại có những lan can chìa ra khỏi hồ, được bao quanh bằng những tấm màn cẩn ngọc quý. Chính giữa là nhiều hàng cây và hoa thơm ngát quanh năm khoe sắc. Trên không trung có tiếng nhạc trời, trên mặt đất có ánh sáng sắc vàng, suốt ngày đêm có mưa hoa rơi xuống. Con người ở cõi đó nhặt hoa ấy đặt vào đĩa, đem đi đến các cõi Phật khác để cúng dường chư Phật. 2. Và trong khuôn viên cõi nước ấy có muôn vàn chim muông, có những con cò và thiên nga trắng như tuyết, những con công màu sắc sặc sỡ. Những con chim trời, ca lăng tần già, thường cất tiếng hót hòa nhã mang ý nghĩa thuyết giảng Phật Pháp, xưng dương tất cả công đức và điều thiện. Con người khi nghe tiếng ấy thì đều niệm Phật, nghĩ về lời dạy của Phật, hòa hợp với nhau. Bất cứ những ai khi nghe loại âm nhạc này cũng đều nghĩ là đang nghe âm thanh của Phật, đánh thức lòng tin đối với Đức Phật, làm mê niềm vui nghe Pháp, tình bằng hữu với những người thọ lãnh giáo Pháp của chư Phật trong các cõi nước. Những cơn gió nhẹ thổi qua hàng cây báu lay động những chuỗi chuông lấp lánh ngân lên những âm thanh vi diệu, cùng lúc tấu lên trăm ngàn âm nhạc. Người nghe âm nhạc này, một cách tự nhiên, niệm Phật, nghĩ nhớ Pháp, nghĩ nhớ đến đoàn thể hòa hợp đệ tử Phật. Cõi nước của Đức Phật ấy có đủ những công đức và điều mỹ lệ như thế. 3. Vì nguyên nhân gì mà Đức Phật ấy được gọi là Phật vô lượng quang, Phật vô lượng thọ? Vì quang minh của Đức Phật ấy không thể đo lường, chiếu khắp mười phương các cõi nước không bị chướng ngại chút nào. Và thọ mạng của Ngài cũng không thể đo lường được nên được gọi tên như thế. Và do vì những chúng sanh được sanh về cõi nước ấy cũng đều đạt đến cảnh địa không còn quay trở lại thế giới mê này, số lượng nhiều không thể đếm hết. Và cũng do vì nhờ ánh quang minh của Đức Phật này mà số lượng người giác ngộ cuộc đời mới nhiều vô lượng. Nếu có người giữ trong tâm danh hiệu của Phật này, từ một ngày cho đến 7 ngày tâm nhất quán không dao động thì khi người đó mạng chung, Đức Phật này cùng với nhiều thánh chúng hiện đến trước người đó, lòng vị ấy không dao động, tức khắc được sanh về cõi nước của Phật ấy. Nếu con người ta khi nghe danh hiệu của Đức Phật này, tin tưởng lời dạy này thì được Đức Phật hộ trì, sẽ đạt được sự giác ngộ chân chánh không có gì cao hơn được. Hãy nhớ,
lời Phật dạy. Đời người chớp nhoáng như làn điển quang, thân người giả hợp rồi tan. Lão xạo bọt nước mơ màng chiêm bao, nặng mang những nghiệp trần lao. Loanh quanh ba cõi lao xao sáu đường, đá xanh trong cõi vô thường, thì ai thoát khỏi con đường tử xanh. Bầu trời lồng lộng cao xanh, xoay mưa chờ nắng tan tành gió mây. Mênh mông đất nước trời dài, còn đâu bể thẳm luôn đầy chiều mai. Kể từ vô thì vị lai, đến đời mạt pháp là ngày nay đây. Biết bao tàn xác giã thây, biết bao những nấm mạ loài mổ hoan. Phật xưa trượng sáu mình vàng, mãn viên còn phải niết bàn báo thân. Tiên gia như Lý Đại Quân, đến ngày vô hóa hình thần cũng tan. Tam hoàng ngũ đế thánh nhân, nào ai giữ được sắc thân đời đời. Phật, tiên, hiền, thánh, vật, người, non sông biến đổi đất trời tiêu tan. Than ôi, cuộc thế ngỡ ngàng, não nùng chết khổ, lỡ làng sống vui. Nếu ba hơi thở tắt rồi, mưa tuôn cỏ lập đất vùi nắng phơi. Than ôi giấc mộng muôn đời, biết bao nhiêu khách đọa đầy say vui. Hỡi vong ơi, hỡi hồn ơi, bao nhiêu nợ thế trả rồi thời thôi. Rửa lòng cho sạch trần ai, rời câu dục lạc miếng mồi lợi danh. Tránh xa cái cửa tử xanh, thoát nơi tham ái khỏi thành sân si. Bước vào trong cửa từ bi, nương theo chơn Phật trở về liên bang. Khỏi đường sống chết xoay lăn, khỏi đường khổ thống khỏi thân tội tình. Liên bang là nước hóa xanh, có ao tám đức có sen năm màu, có giường ngọc có mảnh châu, có thành thất bảo có lầu thất chân. Sáu thời thiên nhạc rền vang, màu sen trói lọi mùi hương nực nồng. Tốt thay thế giới vàng ròng, bảy hàng bảo thọ chín trùng liên hoa. Đạo sư là Phật Di Đà, mình vàng rực rỡ trói lòa hào quang. Hằng ngày thuyết pháp rền vang, tiếp người niệm Phật dẫn đường thiện duyên. Hỡi ôi hồn có linh thiêng, phát tâm niệm Phật mà nguyện vãng sanh. Thành lòng Phật một nguyện lành, hoa sen dày đã nên danh tánh rồi. Căn lành lợi phúc vun bồi, nương thuyền lục độ mà hồi hương qua. Mãn duyên sen nở một tòa, rước hồn có Phật Di Đà phóng quang. Rước về đến cảnh lạc ban, sống lâu vô lượng dứt đàng tử xanh. Nghệ thuật sống tốt đẹp. 1. Phước báu cúng dường tam bảo, bố thí và chia sẻ vật chất cho những người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, nghèo khổ, bệnh tật, neo đơn. Phước báu thứ nhất này sẽ đưa đến sự giàu có, sung túc về vật chất. 2. Phước báu do học hiểu giáo pháp thấy biết về sự thật của thân tâm và cuộc đời. Phước báu thứ hai này sẽ đưa đến sự tăng trưởng về trí tuệ. 3. Sau khi đã nhận thức và hiểu biết được phương pháp diệt khổ, chúng ta bắt đầu thực tập tu hành để hướng đến giải thoát, chấm dứt khổ đau, có được bình an nội tại, hạnh phúc tuyệt đối niết bàn. Phước báu thứ ba này sẽ đưa đến sự giải thoát tuyệt đối của bậc thánh đệ tử. Phước báu đầu tiên được thiết lập trên nền tảng của lòng xót thương, cảm thông đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ. Chúng ta san sẻ, sớt chia vật chất, tiền của giúp cho họ. Điều này cũng đã được nhiều người hiểu biết và thực hành một cách rộng rãi. Chỉ có những người thật sự có tâm từ, có tấm lòng rộng lớn hay những người học hiểu Phật Pháp mới có sự sớt chia, san sẻ và giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Trên thực tế có những người khá giả, giàu có hơn chúng ta rất nhiều nhưng hoàn toàn không có suy nghĩ hay ý tưởng phải giúp đỡ cho những người thiếu kém hơn họ. Sự thực hành những việc lành thiện đó là cả một nghệ thuật cao cấp mà chỉ có người tu tập đúng chánh pháp và có chánh tri kiến mới có thể nhìn thấy và ứng dụng triệt để công năng của nó. Từ việc làm đó sẽ đưa đến kết quả của loại phước báo thứ nhất này là chúng ta được sanh ở trong một hoàn cảnh đầy đủ tài sản, vật chất, tiện nghi và có được một thân hình tương đối lành lặn hoặc là tốt đẹp. Đó chính là nghệ thuật sống đẹp của đạo Phật. Chúng ta ngồi yên suy xét sẽ thấy rằng một điều chắc chắn là không có ai sinh ra trên cuộc đời này muốn nghèo khổ, bị tật nguyền hay bị những chứng bệnh nan y. Cũng chẳng có ai muốn sanh ra trong những hoàn cảnh mồ côi cha mẹ hay bị người đời xa lánh. Nhìn rộng ra xã hội chúng ta sẽ thấy có vô số hoàn cảnh bi thương, bi đát và bi thảm. Có những em bé mới có 3 tuổi mà phải mổ tim 3, 4 lần. Có đứa trẻ chỉ 4 tuổi mà đã bị tai biến mạch máu não. Có những đứa trẻ bị chết do phá thai. Có những đứa trẻ mới sanh ra khoảng 7,
8 tiếng đã bị chính mẹ đẻ của mình vứt bỏ ngoài bãi rác hoặc trước cửa chùa hoặc bị chôn sống ở dưới đống đất, tình cờ người đi ngang nghe tiếng khóc và bới đất lên cứu sống. Có những đứa bé bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc nhỏ và phải sống với ông bà hoặc sống tự lập một mình. Có những người mắc bệnh thần kinh, điên khùng phải bị trói cột bằng dây xích ở góc nhà suốt mấy mươi năm. Có những người bị bại liệt, bán thân bất toại hoặc liệt nửa người phải nằm suốt nhiều chục năm với một đời sống thực vật, thân thể bị lở loét không thể chữa lành. Có những người sanh ra đời mà hình dáng người không ra người, ngợm không ra ngợm, không dám xuất hiện ở những chỗ đông người. Có người bị bệnh quái lạ, thân hình nổi đầy những cục bướu. Có người khốn khổ vì phải gánh chịu sức nặng của cục bướu to 5 kg treo ở cổ hoặc ở trên đầu đến nỗi không thể ngồi dậy. Ngoài ra còn rất nhiều những trường hợp nghèo khổ, bệnh tật, mồ côi, ăn xin ở đầu đường xó chợ nữa. Sở dĩ con người bị rơi vào những hoàn cảnh bất hạnh như vậy là do họ không biết tu tập phước báu. Thứ nhất là chia sẻ, giúp đỡ, san sẻ những vật chất đang có cho những người túng thiếu. Tại sao có những đứa trẻ chỉ mới một vài tuổi đã sở hữu gia tài vài tỷ đô la? Là vì đời trước nó đã tu tập tích tụ, tích lũy nhiều phước báu, phước lành. Cho nên đời nay sanh ra là để tiếp tục hưởng những gì đã tạo mà hoàn toàn không phải việc tự nhiên có. Tại sao có người sanh ra được lên ngôi Hoa Hậu Hoàn Vũ? Đức Phật nói người này thường tu tập sự nhún nhường, nhẫn nhịn, luôn sống với tâm từ và không để tâm sân hoành hành, chi phối. Như vậy tâm từ tương ứng với sắc đẹp, nhẫn nhịn tương ứng với vẻ hiền thục, nhu hòa. Nhân gian có câu tục ngữ: cái nết đánh chết cái đẹp, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Một người dù có nhan sắc và ngoại hình đẹp bậc nhất nhưng nếu đời này luôn sống với một tâm sân hận, ganh tị, đố kỵ, ta đây, bản ngã, thế ai chạm đến một chút là liền giận dữ, là chửi thì cái nết sẽ đánh chết cái đẹp và quả báo ở đời sau là mặt mũi xấu xí ghê tởm đến nỗi chính họ cũng không dám soi gương. Nếu đã bị rơi vào hoàn cảnh như vậy thì hỏi làm sao còn ai thương yêu họ nữa. Đức Phật thường khuyên nhắc chúng ta phải thực tập hạnh từ nhẫn. Mỗi khi sắp nổi giận chúng ta phải biết rõ, cảm giác giận dữ này là xấu xa, cảm giác giận dữ này là xấu xí, cảm giác giận dữ này là xấu đau xấu đớn, đến nỗi không một ai dám nhìn mặt. Và hãy tự nói với bản thân rằng, lắng xuống, dịu xuống đi, cảm giác sân hận này nó đốt cháy cả thân tâm, cảm giác sân hận này làm cho mình xấu xa, cảm giác sân hận này làm cho mình tan nát hết đạo hạnh tu hành. Thôi lắng dịu đi, mát mẻ đi, nở nụ cười tha thứ và bao dung đi. Hãy tác ý mạnh mẽ như vậy để làm cho tâm sân lắng dịu xuống và hiền hòa. Phải luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình trong mọi lúc mọi nơi, mọi thời mọi chốn để kiểm soát tham, sân, si, bản ngã đang nằm ẩn trong cảm giác. Nếu sự thực tập làm dịu mát cơn giận và nở nụ cười mà chúng ta làm không được thì rất khó tu tập tâm từ. Việc đem vật chất để chia sẻ cho người khác là nghệ thuật sống tốt đẹp. Từ thiện là hành động đem trái tim đến trái tim, đem tấm lòng đến tấm lòng, đem tình thương đến tình thương, đem nụ cười đến cho mọi người. Trong vòng tay từ bi chúng ta san sẻ, sớt chia cho nhau những món vật chất với niềm hân hoan, vui sướng như chính chúng ta đang được tận hưởng. Ngay lúc đó những hành động của bản thân thật là đẹp và đó là hành vi của một người Phật tử chân chánh. Cho nên chúng ta có được tâm an vui trước khi làm phước, trong khi đang làm phước và sau khi làm phước chúng ta càng vui hơn. Sự tu tập đó là sự tu tập về cái đẹp mà tất cả mọi người đều ưa thích. Đây là thẩm mỹ viện cao cấp vượt hơn tất cả những thẩm mỹ viện ở ngoài đời, gọi là thẩm mỹ viện tâm linh. Cho nên chúng ta đừng mãi lo đi làm đẹp ở thẩm mỹ viện bên ngoài mà quên chăm sóc tâm của mình ở thẩm mỹ viện tâm linh bên trong. Nếu xét về phương diện nơi chốn, thì vùng núi Linh Quy Pháp Ấn này là nơi hội tụ đầy đủ những điều kiện của một thẩm mỹ viện tâm linh mà mọi người cần hướng về làm đẹp nội tâm. Một điều quan trọng là chúng ta muốn hình tướng ở bên ngoài tốt đẹp, trước tiên ở bên trong tâm phải tốt đẹp. Trái lại nếu cứ lo cho vẻ đẹp bên ngoài mà không chịu tu sửa bên trong thì dù hình tướng có đẹp cách mấy cũng bị tâm xấu phá tan. Người xưa gọi việc như thế là tâm ư trung xuất hình ư ngoại, tức là tướng từ tâm sinh. Ở bên trong tâm như thế nào sẽ biểu hiện ra bên ngoài tướng y như vậy.
muốn làm cho mình đẹp thì cần xoay trở lại tu tập ở bên trong tâm. Giống như đất đai phì nhiêu, phân cho đầy đủ, có nước tưới và ánh nắng thì cây mới phát triển xanh tươi và đơm hoa kết trái ngon ngọt. Ngược lại đất đai khô cằn, đầy sỏi đá, cũng không có phân, nước thì làm sao cây cối có thể sống? Dù có sống được đi nữa thì cũng không thể nào phát triển tốt tươi và đơm hoa kết quả. Cũng vậy, cái tâm phải là một cái tâm có tu tập, tâm hiền thiện, tâm biết gieo trồng phước đức, tâm biết san sẻ, sớt chia vật chất bằng tình thương, sự cảm thông, lòng tha thứ độ lượng và bao dung thì mọi việc trong đời sống sẽ tự nhiên an mà không cần cầu xin. Trái lại, nếu sống với nội tâm thường rắc rối, đụng một chút là cự nữ, chạm một chút là tranh cãi thì có cầu khẩn hàng ngày dứt khoát cũng không thể nào an ổn. Qua những ví dụ trên, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng Đức Phật chỉ dạy nhân quả rất thực tế và rõ ràng. Nếu muốn có được hình dung và nhan sắc dễ nhìn, khả ái, dễ thương thì phải siêng năng tu tập tâm hiền lương, từ hòa. Từ thiện không chỉ là việc đem món quà vật chất trao tặng cho người khác, mà còn mang ý nghĩa đem món quà của tình thương, của những cử chỉ trân trọng và hành động biết ơn cùng những lời nói hiền hòa từ ái trao tặng đến mọi người. Nếu muốn có được đầy đủ vật chất, ngoài sự cố gắng làm việc, suy nghĩ chân chánh và sống bằng nghề hợp pháp, chúng ta còn phải biết san sẻ vật chất đến mọi người bằng tình thương chan hòa. Một điều rất quan trọng nữa là không phải chúng ta chỉ biết từ thiện với những người nghèo khổ ở những nơi xa xôi, mà trước tiên cần phải từ thiện được với những người hiện đang sống gần bên cạnh mình, như là cha mẹ, anh em, vợ chồng. Những người đó rất cần những lời nói nhẹ nhàng, cảm thông và những cử chỉ biết ơn, san sẻ từ nơi chúng ta. Trong Kinh Tạng Nikaya, Đức Phật định nghĩa địa vị của bậc chân nhân như sau: con người thật sự là người biết ơn, nhớ ơn đối với những người có ơn đối với mình. Người đó mới thật sự là một con người, gọi là chân nhân. Chân nhân là người thật thà, người chân chánh, người thật sự là người. Trái lại, người không nhớ ơn, biết ơn đối với người có ơn với mình thì người đó không phải là một con người đúng nghĩa là người. Như vậy, ai là người có ơn nhất đối với chúng ta ở trong cuộc đời này? Chính là ông bà, cha mẹ, anh chị, bạn bè, xã hội, đất nước. Chúng ta cần phải đối xử với ân nhân của mình như thế nào mới đúng nghĩa? Không được phiền trách, cự cãi hay có thái độ giận dỗi đối với các vị ấy. Mỗi khi sắp muốn cự cãi, chúng ta cần phải suy xét có nên cự ân nhân không. Mỗi khi muốn giận cha mẹ, chúng ta phải suy xét đó là những đại ân nhân của mình và có nên giận dỗi hay không. Mỗi khi muốn cằn nhằn chồng hay vợ của mình, chúng ta nên suy xét lại việc này có đáng để cằn nhằn hay không. Việc đi làm từ thiện ở những vùng xa xôi là một điều rất tốt, nhưng cũng đừng quên những người đang ở gần mình nhất. Những người đang sống gần bên cạnh rất cần sự an ủi, cảm thông và yêu thương chia sẻ của chúng ta. Làm được điều thiết thực gần gũi đó chính là đã làm từ thiện đúng nghĩa. Những việc làm này có tính quan trọng thiết yếu và hết sức căn bản của một con người, đặc biệt là những người học hiểu Phật Pháp. Chúng ta cần phải nghe hiểu và nắm vững những điều căn bản này để bảo vệ hạnh phúc gia đình, đời sống vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em, đồng nghiệp và đồng đạo. Phải làm được những việc trước mắt rồi sau mới đến những việc xa hơn. Đừng bao giờ có tâm bỏ gần mà tìm xa rồi cuối cùng chẳng thành tựu được gì cả. Từ thiện không chỉ là đi phân phát từng món quà, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn là sự từ ái trong ý nghĩ, lời nói và hành động của mình đối với mọi người xung quanh. Làm sao mọi suy nghĩ của chúng ta phải được quản lý, kiểm soát ở trong phương diện của từ bi. Làm sao mọi lời nói đều thốt ra từ tâm tốt lành. Làm sao mọi hành động, cử chỉ phải luôn được giám sát ở trong khuôn khổ của hiền thiện. Làm được như vậy, trong mỗi ý nghĩ, mỗi lời nói, mỗi hành động chính là chúng ta luôn luôn làm từ thiện. Vô số từ, vô số thiện, vô lượng từ, vô lượng thiện, vô lượng phước báu và vô lượng công đức. Làm từ thiện theo cách này thì làm hoài cũng không đủ, phân phát hoài cũng không cạn, biếu tặng hoài cũng không có hết. Vậy chúng ta có chịu mở kho báu tâm từ ra phân phát chia sẻ hay không? Mỗi người của chúng ta đều có một cái kho báu từ bi, kho tàng tình thương, nhưng từ lâu bị quên lãng nên suốt ngày cứ đi xin người này giúp, cầu người kia thương.
Chúng ta là tỷ phú mà không chịu nhận, cứ thích làm ăn mày đều là do không biết tu tập tâm từ và trải tâm từ. Tất cả chúng ta đều có một kho báu còn lớn hơn mỏ kim cương nữa. Chúng ta chỉ mới sử dụng một chút xíu châu báu từ trong tâm đó thôi mà đã có người bỏ cha mẹ để đi theo mình. Chỉ mới dùng một góc nhỏ của số châu báu tình thương đó mà con cháu thương quý chúng ta suốt đời rồi. Huống nữa là được Đức Phật chỉ dạy phương pháp khai quật, mở ra kho tàng châu báu quý hơn mỏ kim cương nữa. Kho tàng đó là quặng mỏ của Đại Bi, kho tàng của tâm từ, bảo tàng của tình thương. Và ngay ngày hôm nay chúng ta đã thật sự thể hiện được một chút tình thương trong kho báu đó qua việc chịu khó lặn lội đường xa, thức khuya dậy sớm, chịu lạnh và bệnh tật để ngồi nghe pháp. Cho nên một khi tình thương đã được vận dụng rồi sẽ có một sức mạnh giúp chúng ta vượt qua tất cả chướng ngại vật, đạp đổ tất cả những gì ngăn chặn bước tiến lên. Vào mỗi buổi thọ trai hàng ngày, chư tăng thường dùng một cái ly nước nhỏ và bỏ vào đó vài hạt cơm rồi đọc một bài kệ cúng xuất sanh để bố thí vật thực cho những loài cô hồn vất vơ vất vưởng. Ngạ quỷ không được siêu thoát được thỏa mãn cơn đói khát. Đoạn mở đầu của bài kệ ấy có viết rằng: pháp lực không nghĩ bàn, từ bi chẳng chướng ngại. Sức mạnh của chánh pháp không thể nào tưởng tượng nổi và tình thương rộng lớn thì không gì có thể chướng ngại hay cản ngăn. Giống như khi một người biết khai mở suối nguồn hay đào giếng trúng mạch nước thì dòng nước sẽ tuôn chảy hoài, không bao giờ cạn hết. Cũng vậy, nếu chúng ta biết nhận thức tình thương, khai mở tình thương, khéo tu tập tình thương, biết nuôi dưỡng, phát huy và làm tăng trưởng tình thương lớn mạnh, từ tình thương nhỏ bé hạn hẹp sẽ trở thành bốn tâm vô lượng là từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm. Hãy khai mở bốn cái kho tàng vô lượng này để phân phát tình thương đến cho mọi người. Một ví dụ đơn giản nhất về diệu dụng của kho tình thương vô biên là khi đứa con khóc quấy suốt đêm khiến cho bà mẹ mất giấc ngủ, nhưng mẹ không nổi giận la mắng, mà lại dỗ dành đứa trẻ bằng những lời hát ru, ầu ơ. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chảy, mẹ thức đủ vừa năm. Hành động đó chính là sự tưới tầm tình thương. Đó chỉ mới là tình thương của mẹ con, chưa phải là đại bi tâm của bậc thánh giả mà đã vô hạn như vậy rồi. Huống nữa là tình thương rộng lớn của bậc thánh thì sức mạnh sẽ còn biết chừng nào. Tình thương ấy khi đi tới đâu cũng giống như nước làm cho sự sống được sinh trưởng và vạn vật xanh tươi. Nếu trái đất này thiếu tình thương sẽ không có sự sống nữa. Vậy chúng ta có muốn những người thân thương nhất của mình được tươi tắn không? Có muốn người thương của mình được bình yên không? Có muốn người thương của mình được hạnh phúc không? Nếu thật sự muốn như thế, chúng ta hãy bắt đầu thực tập nghĩ về những điều lành thiện và yêu thương họ ngay từ bây giờ. Ví dụ, bình thường 5 giờ chiều là ông chồng đã có mặt ở nhà, nhưng hôm nay gần 7 giờ tối mới về tới nhà. Trong lòng người vợ sanh khởi những nghi ngờ và hoang tưởng, không biết hôm nay ông ta đi với ai mà giờ này mới về nhà. Vừa khi nhìn thấy mặt là người vợ muốn cự nữ, hoạnh hoẹ hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên cũng ngay lúc đó, người vợ do khi trước đã có tham dự khóa tu trên linh quỳ pháp ấn nên khéo dừng lại cơn sân giận và thay vào đó là sự suy nghĩ bằng tình thương. Hôm nay chắc chồng mình có công việc nhiều hay có gặp trục trặc gì ở trong công ty nên về trễ. Hay là trong khi đi đường, bị kẹt xe nên mới về trễ. Và nhẹ nhàng an ủi hỏi thăm người chồng. Khi hiểu được sự thật, không sống trong ảo tưởng thì mọi việc trong gia đình sẽ êm ấm. Bên cạnh đó, người vợ còn nấu cháo gừng hay pha một ly nước cam cho ông chồng giải mệt thì bao nhiêu khó nhọc mưu sinh ở ngoài đời bỗng nhiên tiêu tan hết. Như vậy chưa cần phải ăn uống, chỉ một câu nói yêu thương ngọt như đường cát, mát như đường phèn của vợ cũng đủ làm mát mẻ thân tâm của chồng rồi. Trái lại, nếu người vợ nóng vội, mất bình tĩnh vì ghen tuông bóng gió và suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực là chồng mình đi chơi bời hưởng thụ thì mọi việc trong nhà sẽ càng trở nên tệ hại và dẫn đến đổ vỡ. Khi xưa họ đã lìa cha bỏ mẹ, bỏ hết mọi thú vui khác để đi theo về lo lắng cho mình. Vậy mà mình không chịu tập suy nghĩ về yêu thương mà cứ mãi nghi ngờ sân giận làm tan vỡ hạnh phúc gia đình. Lúc đầu mới quen thì thương nhau nhiều lắm, thương yêu vô cùng, không gặp mặt một chút là chịu không nổi. Vậy mà giờ đây, sau mấy chục năm sống chung, mỗi khi ra vào gặp mặt nhau là không chịu nổi, thấy mặt là muốn cự rồi. Đó là sự thay lòng đổi dạ mà người đời gọi là vắt chanh bỏ vỏ.
ăn cháo đá bát hay qua cầu rút ván. Như vậy, trong những trường hợp khó xử đó, chúng ta tập suy nghĩ theo chiều tích cực và có sự thương yêu thông cảm được không? Người Phật tử chỉ cần khéo léo ứng dụng được một phần nhỏ tinh thần từ bi của đạo Phật thôi trong gia đình cũng đã được bình an, hạnh phúc lắm rồi. Vì sao? Việc suy nghĩ và thực hành tình thương trong gia đình của chúng ta như vậy sẽ càng ngày càng tăng trưởng, phát triển hơn nữa sự hiểu biết, thông cảm và sẽ mang mọi thành viên xích lại gần nhau hơn mà không phải là càng ngày càng phai nhạt, chia lìa. Nếu một người cư sĩ khéo ứng dụng những lời Đức Phật dạy vào trong sinh hoạt gia đình của mình, kết quả gặt hái sẽ thật tốt đẹp biết mấy. Đối với cha mẹ của chúng ta cũng vậy. Cả mấy tháng dài, chúng ta mới có dịp rảnh rỗi qua lại thăm hỏi cha mẹ, nhưng nhiều khi bị la dầy, của trách việc gì đó. Lúc này chúng ta phải tập suy nghĩ tích cực như thế này. Những lời nói nhắc nhở của cha mẹ phát xuất từ đâu? Có phải là vì mong nhớ, thương lo, sợ chúng ta không được trọn vẹn, chu toàn cho nên cha mẹ mới nhắc nhở? Như vậy, những lời của trách đó phát xuất từ tình thương, từ sự quan tâm, lo lắng, từ sự chăm sóc ân cần của đấng sinh thành. Ngay khi bị cha mẹ la dầy, chúng ta hãy tác ý nhớ đến công ơn sanh thành, dưỡng nuôi, dạy dỗ và thành ra lập thất cho mình, thậm chí là tới khi sắp lìa đời mà vẫn không ngừng thương nhớ con. Lúc nào cũng có tâm kính trọng, dù cho cha mẹ có bất cứ hành vi hay ngôn ngữ sai quấy, chúng ta đều nhìn thấy đó là tình thương của họ. Xét nghĩ như vậy, chúng ta sẽ thông cảm và chẳng những không buồn phiền mà còn tăng trưởng thêm tình thương của mình đối với cha mẹ nữa. Mỗi khi nhìn thấy cha mẹ than phiền nhiều quá, chúng ta nên pha một ly nước cam để mời họ uống cho có thấm giọng để chỉ dạy tiếp cho mình nghe. Một khi đã uống vào rồi thì cha mẹ sẽ mát lòng, không còn muốn trách móc nữa, và trong lòng sẽ cảm phục con của mình vì sau khi đi tu trở về có sự tiến bộ rõ rệt. Nhiều khi cha mẹ lại tò mò muốn con của mình chỉ bày phương pháp và nơi tu tập để cũng được tâm an lành vui vẻ giống như vậy. Lòng hiếu thảo, hiếu hạnh của mình đối với cha mẹ là việc lành thiện tối thượng ở trong nhân gian. Càng ngày chúng ta càng nâng cao thêm tâm hiếu, hạnh hiếu, cha mẹ sẽ càng thương mến nhiều hơn nữa. Người làm được như vậy, chẳng những cha mẹ không giận phiền mình mà sự hiếu thảo đó còn có thể cảm hóa được song thân tu tập theo chánh pháp. Đó là sự thiết thực báo hiếu. Đó là cách hành xử của một bậc chân nhân, một người con hiếu thảo. Đây là sự thật. Hãy mạnh mẽ thực hành rồi sẽ thấy được kết quả rõ ràng. Có lẽ từ hồi nào đến giờ chúng ta chưa từng làm nên không biết được sự mầu nhiệm đó thôi. Hôm nay lên Linh Quy Pháp Ấn, chúng ta học được tuyệt chiêu độc đáo chinh phục tình cảm của cha mẹ và cũng là cách báo hiếu thực tế nhất. Không cần phải đợi tới rằm tháng 7 mới báo hiếu cha mẹ, mà ngay một ly nước cam cùng với sự suy nghĩ chân chánh tích cực như trên cũng là báo hiếu rồi đó. Chỉ vì chúng ta không biết cách làm, không chịu làm, không quyết tâm làm và làm không đúng, cho nên tuy vào chùa tu tập nhiều năm mà trong gia đình cứ còn lục đục cự cãi hoài. Tuy sống chung trong nhà mà chúng ta không chịu làm từ thiện, không chịu nghĩ thiện, làm thiện, nói thiện với cha mẹ, chồng vợ, anh em, con cháu thì làm sao có được sự đồng cảm và yêu thương. Hiện nay xã hội xảy ra những vụ án đau lòng như con giết cha mẹ hay là bỏ cha mẹ đang bệnh nặng ra đi. Những việc đó xảy ra một phần là do nghiệp tự thân của người đó và một phần là do cách sống của người đó như thế nào, cho nên con cháu mới ngỗ nghịch hoặc bỏ đi, chẳng phải là điều tự nhiên. Tại sao chúng ta có thể thương những người xa lạ mà lại không thể thương những người có ân có nghĩa, có tình nhất đối với mình? Tại sao chúng ta không thông cảm được với những người sống ngay bên cạnh mình? Đó là vì chúng ta chưa thật sự hiểu đúng nghĩa của từ thiện là phải bắt đầu từ những người gần gũi nhất, thân thương nhất, ân nghĩa nhất, đấng sinh thành của mình như ông bà, cha mẹ, anh chị em, bà con cháu trong nhà. Đây gọi là đại từ thiện chân chính của Phật Pháp. Đây gọi là từ thiện viên mãn. Để có tình thương thật sự đối với mọi người, chúng ta cần phải đặt mình vào vị trí của người khác mới có thể thấu hiểu được hoàn cảnh của họ. Đó là bí kíp trong sự tu tập cũng như trong đời sống. Phải khéo hoán đổi vị trí với người chúng ta mới có thể hiểu được người. Ngược lại, nếu cứ lấy quan điểm hay thiên kiến của mình ra để nhìn người khác thì đều là sai chật. Dù ngay tại vị trí của mình nhìn sự việc là đúng, nhưng nếu ở vào vị trí của người kia thì sự việc ấy hoàn toàn không đúng.
người chủ cần phải đặt mình vào thân phận của người làm công mới hiểu được nỗi khó khổ của họ. Bậc làm cha mẹ phải đặt mình vào vị trí là một đứa con mới hiểu được những khó khăn hay nguyện vọng của nó. Người vợ đặt mình vào vị trí của người chồng và ngược lại, sẽ hiểu được tâm trạng của nhau. Sống được như vậy, nói được như vậy, nghĩ được như vậy, làm được như vậy thì cuộc sống của chúng ta chắc chắn bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Mỗi một ngày sống ý nghĩa với tâm tha thứ, bao dung, tình thương như vậy chính là đang làm từ thiện. Một nụ cười đúng lúc cũng là từ thiện, ngồi yên để nghe người ta tâm sự nỗi lòng cũng là từ thiện. Ly nước chanh nóng kịp thời cho cha mẹ thông cổ cũng là từ thiện. Một ly nước cam vắt cũng là từ thiện. Người mẹ lắng nghe con góp ý cũng là từ thiện. Chúng ta vốn là đại tỷ phú đã sở hữu một kho tàng báu vật thiện tâm, là những vị vua của tình thương quý hiếm từ rất lâu nhưng vì bị lãng quên, bây giờ mới tìm lại được. Nay cần phải đến mở tung cánh cửa ra và bước vào bên trong để nhặt lấy của báu đem chia sẻ cho mọi người. Tâm lành thiện này là quặng mỏ khổng lồ cần một quá trình để sàng lọc những cáu bẩn tạp chất của tham, sân, si và bản ngã, mới có được báu vật tinh khiết của từ tâm, từ bi, tình thương rộng lớn để ban phát cho mọi người. Giống như quặng vàng có trộn lẫn nhiều thứ tạp chất, cần phải trải qua quá trình lọc luyện kỹ càng mới có thể sử dụng một cách rộng rãi. Nghệ thuật sống hiền từ, trong công việc hay sinh hoạt đời sống hàng ngày, sở dĩ chúng ta luôn gặp khó khăn, trắc trở, đố kỵ, ganh tị, chướng ngại và thậm chí thù hận, khổ sầu là vì chưa có được tâm tánh hiền lành, nhu hòa đối với mọi người xung quanh. Sự tu tập tâm hiền lành đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực liên tục trong việc phá trừ bản ngã và trau dồi sự khiêm hạ đối với tất cả mọi người. Sự tu tập này là cả một nghệ thuật sống động, hành trì và nuôi dưỡng. Khi chúng ta thực tập tâm hiền cần phải nhớ làm phát sanh được cảm giác, cảm thọ lắng dịu lan tỏa nơi thân tâm của mình. Không phải tu tập tâm hiền là cứ ngồi yên cho có dáng vẻ hiền lành. Ngay lúc đó chúng ta cần phải thật sự thấy được tâm của mình đang trở nên hiền từ, mọi cảm giác được lắng dịu lại. Trong cái tưởng phải hiện ra được gương mặt thật dễ thương và hình bóng khiêm nhường của mình. Chúng ta cần tu tập cho cái tưởng của mình lúc nào cũng có hình bóng cái ta đang cúi đầu, chắp tay và sẵn sàng quỳ lạy đối với bất cứ ai. Đây cũng chính là phương pháp lạy sám hối diệt ngã mà trong sách nghi thức tu học Nikaya có đề cập đến. Chúng ta phải khéo thực tập phương pháp diệt ngã và phát khởi được tâm hiền để luôn có một nội tâm rào rạt, tràn đầy tình thương đối với mọi loài. Đã từ rất lâu chúng ta nói thương cái thân này nhưng thật ra không hề thương nó một chút nào cả. Chúng ta cứ nghĩ thương là phải lo cho nó ăn ngon, mặc đẹp, ở sang, mà bỏ quên phòng hộ 6 căn. Còn mắt không có giữ gìn, lỗ tai không có phòng hộ, mũi, lưỡi, thân, ý không có bảo vệ và nội tâm như một vết thương. Cả 6 căn luôn bị trói buộc, sai sử bởi dục, tham, ái, sân, si, bản ngã và liên tục chấp thủ không ngừng. Suốt mấy chục năm vừa qua tâm của chúng ta đã bị bầm dập tơi tả vô số lần vì buông thả cho nó chạy đuổi theo dục, ái, tham, bám chấp vào cảnh trần. Giờ đây khi đã hiểu được sự thật mà Đức Phật đã chỉ dạy, chúng ta cần làm phát sanh ra một cảm giác thương xót cho chính mình, không còn muốn khổ vì tham muốn, sân hận, si mê và bản ngã nữa. Cho nên sự nỗ lực tu tập tâm từ để diệt trừ chấp ngã mới thật sự là thương xót cho chính mình. Chúng ta hãy dành nhiều thời gian để thiền quán tâm từ và sử dụng như lý tác ý để nói với cảm thọ. Thật thương quá là thương, tội nghiệp, thật là tội nghiệp cho cái đống thịt mấy chục ký lô này. Đã mấy chục năm nay mình mê mải chạy đuổi theo dục tham, lo lắng, suy nghĩ, hễ có ai đụng vào là liền tức giận. Tối ngày mình sống trong trạng thái buông lung, phóng dật, thả lỏng các căn hoặc là lờ đờ trong trạng thái si mê, ngẩn ngơ. Thôi từ đây về sau cái cảm giác này nhớ hiền ngoan, dễ thương nha. Hãy nhớ nuôi dưỡng những cảm giác hoan hỉ, hiền ngoan này và đừng nuôi dưỡng những cảm giác trì trệ, nặng nề, vô minh nữa. Ta thương lắm cảm thọ ơi, ta đã bỏ quên cái cảm thọ này quá lâu rồi. Bây giờ ta chăm sóc cho mi chu đáo hơn nữa. Hãy ngoan ngoãn và hiền lành nhé. Hoặc lúc nào trong tâm có sự giận dữ nổi lên, liền tác ý nói với cảm giác,
ngoan nào, đừng giận, đừng khó chịu. Đừng khó chịu rồi làm khổ mình, khổ người. Trời nóng mà còn bực thêm thì khổ lắm. Hãy thư giãn và dễ chịu đi, cảm giác ơi. Bên cạnh đó chúng ta cũng phải biết tu tập tâm hỷ lạc rào rạt để hỗ trợ cho sự tu tập. Nếu không có tu pháp hỷ lạc này, chúng ta sẽ không tài nào tiến tu nổi và từ đó sẽ sinh ra sự nhàm chán, không thích thú đối với sự tu tập. Ngày nào cũng phải luyện tập để nuôi lớn tâm hỷ. Vào những lúc tâm trạng buồn chán, chúng ta phải ngay lập tức làm sanh khởi tâm hỷ để đẩy lùi tâm uể oải chán nản. Phải luôn làm chủ nội tâm từng phút từng giây. Không phải cái gì khởi lên cũng cho phép hiện hữu tồn tại trong tâm. Khi đã đánh tan được những suy nghĩ chán nản rồi, kế đến là làm phát sanh sự hân hoan, thích thú đối với giáo pháp. Trong bài kinh Cội Rễ của Sự Vật thuộc kinh Tăng Chi Bộ 4, Đức Phật nói: tất cả pháp lấy sự tác động tâm ý làm sanh khởi. Nếu không có sự tác động tâm ý bằng cách suy nghĩ thì tâm ý sẽ không thể sanh khởi. Chúng ta cần phải liên tục tác ý trong khi nỗ lực tu tập. Việc tu này là thiêng liêng, việc tu này là hiếm có khó gặp, việc tu này là thù thắng quý báu nhất của cuộc đời này. Hoặc tác ý dùng hỷ tâm đánh phá sân giận, gội rửa những cảm giác buồn chán trong sự tu học và thanh lọc những cảm giác trì trệ, âm u, làm sạch những cảm giác đơ đơ, mờ mờ. Nhờ đó cảm giác của mình sẽ từ từ trong sạch, thanh tịnh. Mỗi khi quý vị nhiếp phục được cảm thọ sân giận, hãy hoan hỉ, vui sướng lên đãi tiệc tâm linh. Hôm nay mình đã chiến thắng được một tên giặc, và cả ngày đó cứ vui hoài. Hoặc tác ý trân trọng từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc khi nghe chánh pháp. Ôi, thiêng liêng quý báu làm sao, ngàn năm khó gặp, vạn kiếp khó tìm thánh pháp này. Sự tác ý trân trọng từng chút của giờ tu như vậy có giá trị rất thiêng liêng, giống tựa cầm trong tay viên kim cương vô giá. Đây là cả một công trình tu tập huấn luyện cảm thọ mang lại hiệu quả thiết thực. Do đó chúng ta hãy tác ý làm cho các thiện pháp đó sanh khởi. Do bấy lâu nay chúng ta mê mải chạy đuổi tìm kiếm những thứ ảo ở bên ngoài nên bỏ quên cảm giác ở bên trong. Trong khi đó cảm giác lại là nơi quy tụ của tất cả pháp. Nó là kho chứa tâm thức rất quan trọng mà chúng ta không nhìn ngó gì tới nó. Chúng ta sẵn sàng cất chứa bất cứ cái gì vào trong đó với lựu đạn, thuốc phiện, bom mìn, chất độc. Hễ ai đưa cho cái gì là chúng ta đem cất hết vào. Đến một lúc nào đó kho quá tải chịu không nổi nữa sẽ tức nước vỡ bờ và làm khổ cho những người thân thương nhất của mình. Do đó bây giờ chúng ta cần phải nhanh chóng hóa giải và đem ra khỏi thân tâm của mình tất cả những thứ nguy hiểm đã làm mình khốn khổ, hiểm nạn. Ví dụ nếu ai nói nặng chúng ta, ngay đó nếu có thể nhiếp phục và giải tỏa được cảm giác thì chúng ta sẽ không có khổ. Hoặc chồng hay vợ nói một câu khó chịu, trong tâm của mình bắt đầu rung rinh dao động thì phải lập tức làm lắng dịu xuống bằng cách tác ý mạnh mẽ. Bực tức để làm gì? Giận dữ có ích gì? Muốn kiếm chuyện để chửi lộn rồi đánh lộn phải không? Ôm giận trong người sung sướng lắm hay sao? Chúng ta không nên đổ thừa cho người hay vật ở bên ngoài mà hãy nhìn sâu vào trong tâm để thấy rõ chính những thứ độc hại của tham, sân, si, bản ngã làm cho mình khổ. Nguyên nhân gây ra khổ luôn ẩn nấp ở trong các cảm giác. Nếu chúng ta không chịu quay trở lại nhiếp phục nó mà cứ hướng ra ngoài vái lạy cầu xin thì dù trải qua 1000 kiếp nữa, khổ cũng hoàn khổ. Đức Phật dạy nguyên nhân của luân hồi chính là không nhận thức được khổ, khổ đế. Không rõ biết được nguyên nhân dẫn đến khổ, tập đế. Không biết rõ con đường hay phương pháp diệt trừ chấm dứt khổ, đạo đế. Và cũng không biết có trạng thái an lạc vĩnh hằng khi mọi nỗi khổ được chấm dứt, diệt đế. Cho nên nếu không có được trí tuệ sâu sắc để nhìn thấy 4 sự thật vĩ đại này, dù chúng ta lễ lạy cầu xin tối ngày cũng không làm sao có được kết quả an vui. Muốn tu tập tâm hiền được tốt đẹp, chúng ta cần phải huấn luyện cảm giác, dạy dỗ cảm giác này của mình. Hãy nghĩ cảm giác của mình là dễ dạy, dễ thương và chúng ta có quyền làm chủ thân tâm này. Thường thực tập tâm hiền để làm sanh ra cảm xúc, cảm thọ hiền dịu. Mỗi lần ngồi thiền là một lần thấy rõ sắc thân, những cảm giác, tư tưởng, suy nghĩ và nhận thức của mình hiền ngoan hơn một chút. Bất cứ lúc nào chúng ta bảo hiền thì nó phải hiền,
Bảo Thương đừng có giận là nó nghe liền, và đây chính là một cái tâm có sự làm chủ. Muốn được như vậy chúng ta phải cố gắng thực tập tâm hiền. Đừng nên đợi tới khóa tu nửa tháng mới tu, mà ngày nào cũng phải tu tập tâm hiền. Chúng ta tu tập trải tâm từ hai cảm giác hiền lành, hoan hỷ. Cảm giác từ tâm này hết sức rộng rãi, sâu sắc, thương mình, thương tất cả mọi người, thậm chí ngay cả những người từng làm mình khổ. Tội nghiệp cho họ đang là nạn nhân bị những ngọn lửa dục, tham, ái, sân, si và bản ngã thiêu đốt ngày đêm. Chúng ta đã từng bị hành hạ thê thảm như vậy, họ cũng chịu khổ giống như chúng ta trước kia, nên cảm thấy thương xót và thông cảm cho họ. Thương mình, thương người, thương chúng ta đã và đang là nạn nhân phải gánh chịu những tai nạn, ách nạn, khổ nạn giống như nhau. Như vậy mới thật sự là tâm từ đúng nghĩa. Thương sao là thương, thương ơi là thương. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp vì không nhìn thấy, không rõ biết sự thật của thân tâm này, nên lầm tưởng đống thịt mấy chục ký này, sắc là mình, tưởng những dòng cảm giác kia, thọ là mình, tưởng những hình bóng trong tâm, tưởng là mình, tưởng những nói lời thì thầm đó, hành là mình, tưởng những cái nhận thức rõ biết nọ, thức là mình. Suốt cả đời này lúc nào chúng ta cũng nhận lầm năm uẩn là mình. Suốt ngày cứ chấp đây là tôi, đây là cái của tôi, đây là tự ngã của tôi. Hễ ai đụng vào là liền bốc lửa. Đó là nỗi khổ lớn mà chúng ta cần phải quán xét thật kỹ, để làm phát sanh ra một cảm giác rào rạt, nước mắt tuôn trào thương xót cho chính mình. Đau khổ là một đời sống vô minh, si mê, không thấy biết năm uẩn. Đau khổ là một đời sống chạy theo dục, tham, ái. Đau khổ là một đời sống bám vào những ganh tị, tật đố, tranh đấu. Đau khổ là một đời sống mà lúc nào cũng cho rằng ta giỏi hơn thiên hạ. Chính những cái mê lầm này là nguyên nhân làm chúng ta khổ đau. Bây giờ do nghe hiểu chánh pháp và phát giác ra được, nhìn thấy được nguyên nhân của khổ rồi, chúng ta phát nguyện từ đây về sau phải nhiếp phục, chặn đứng lại để làm nó giảm thiểu rồi dần đi đến chấm dứt. Trước tiên, chúng ta phải tập làm hiền nhân, rồi sau đó từ từ mới tiến lên tới thánh nhân. Trước đây tâm của chúng ta nhỏ hẹp, chỉ biết nghĩ cho bản thân nên bị tồn đọng, dồn ứ. Còn bây giờ sau khi tu tập tâm từ sẽ giúp làm bung cái tâm ra rộng lớn, xuyên tường vách, vượt qua núi đồi. Từ trong lồng ngực phát sanh ra một cảm xúc rào rạt thấy thương cho tất cả những người đã làm mình khổ. Tuy ngồi một chỗ nhưng chúng ta phát triển rộng mở cảm giác, tưởng và sự rõ biết, thọ, tưởng và thức của mình to lớn vô lượng đến cực điểm vượt ra tất cả tường vách. Thực tập tâm rộng mở vô lượng hay từ vô lượng tâm. Trong những bài kinh, Đức Phật có kể về việc Ngài chỉ tu tập có 7 năm về tâm từ, mà phước báu là khi sanh vào cõi người thì làm vua cõi người, và khi sanh lên cõi trời thì làm vua cõi trời. Trong nhiều lần kiếp thành hoại của trái đất, Ngài tận hưởng không hết công đức của tâm từ này. Do đó nên biết rằng trong tất cả các công đức, tâm từ là chúa tể, gọi là công đức chi vương. Đức Phật nói có những người đem vô số nồi cơm ra bố thí cho người khác từ sáng đến trưa, từ trưa tới chiều và từ chiều đến tối như vậy. Phước báo của việc bố thí đó cũng không bằng một người thực tập tâm từ trong khoảng thời gian vắt sữa bò rất ngắn. Bất cứ ai cho người tu tập tâm từ vô lượng ăn hay cúng dường cho người đó thì phước báu sẽ to lớn vô cùng vô cực, vô lượng vô biên. Nói như vậy là để chúng ta thấy rõ được lợi ích không thể nghĩ bàn của việc thực tập tâm từ, mà không phải là nói để không bố thí nữa. Hiện tại đại đa số người ưa thích bố thí làm phước nhưng không biết thực tập tâm từ. Bố thí là đem cho của cải, vật chất ở bên ngoài, nhưng nếu không có tâm từ thì bản thân vẫn đau khổ dài dài. Do cứ mãi nuôi dưỡng những tâm sân hận, bực bội nên sẽ bị nó giày xéo làm cho te tua tàn tạ. Nhìn bên ngoài vóc dáng sang trọng, mặt mũi tươi đẹp nhưng trong lòng đầy ắp những đau khổ, sầu muộn như đang ở trong khổ thú địa ngục vậy. Nhìn thẳng vào cảm giác của mình là cội nguồn sanh ra đau khổ, rồi đoạn trừ tham, sân, si và làm phát sanh ra hạnh phúc để thọ nhận cảm giác trí huệ.
cảm xúc của chánh pháp này và thân tâm của mình để lưu giữ trong đó và tưới tầm hàng ngày làm cho tâm từ phát triển và diệt trừ hết khổ là một quá trình tu tập hết sức rõ ràng, thực tế và trực diện. Đây là thánh pháp tối thượng. Ngày hôm nay chúng ta biết được chánh pháp là một hạnh phúc to lớn hiếm có trong vô lượng kiếp. Do đó chúng ta phải thường xuyên tu tập căn bản trí, từng giờ tu tập tâm hiền, từng phút phải luôn nhận diện thân thể, cảm giác, nghĩ tưởng và nhận thức, ngũ uẩn. Từng giây phát hiện ra sự sanh khởi và vận hành của tham, sân, si, bản ngã để tìm cách giảm thiểu và nhiếp phục để đạt đến an vui vĩnh hằng. Con đường đoạn trừ đau khổ thật là tuyệt diệu đến không ngờ. Thực hành được như vậy, khi đó chúng ta lạy Phật cũng sẽ thấy giống được như Ngài. Khi đó mình thật sự là con cưng của Ngài và như vậy mới xứng danh là Phật tử. Đó chính là bí kíp của chánh pháp, là tinh hoa cốt tủy của tạng kinh Nikaya nguyên chất của Đức Phật truyền trao. Nghệ thuật sống tuệ giác, bình an. Nghệ thuật sống tuệ giác bình an là thấy rõ khổ, nguyên nhân của khổ và thực hành phương pháp để chấm dứt khổ. Ngày nay nhìn rộng ra xã hội, chúng ta thấy thật sự có quá nhiều sự hỗn loạn, tệ nạn, tệ hại, tệ đoan hết sức nghiêm trọng như AIDS, bệnh lậu, trộm cắp, ma túy, đang từng giờ từng phút diễn ra ở khắp mọi nơi. Mỗi năm có khoảng 1.600 người chết vì bị sốc ma túy và số ca nhiễm bệnh HIV là 7.790 người trên khắp cả nước. Vừa rồi ở Sài Gòn có một trường hợp một cô gái trẻ chỉ hơn 20 tuổi bị ngáo đá không còn kiểm soát được hành vi nên đã chui xuống một cống nước đen hôi thối để nằm ngâm mình. Còn ở ngoài miền Bắc có một người đàn ông đã leo lên nóc nhà ném đứa con của ông ta mới 2 tuổi xuống đất. Hoặc có người leo lên nóc chùa, leo lên nóc bệnh viện rồi tự lấy dao đâm mình, thậm chí là tự cắt bộ phận sinh dục của chính họ trong trạng thái ngáo đá, hoặc có đứa con trong lúc xỉn say. Nghiện ngập đã đâm chết cha đẻ của anh ta với một lý do hết sức ngớ ngẩn là trong lúc ngủ thấy có người báo là người cha sẽ giết hắn nên hắn phải ra tay trước. Hoặc là do người nhà bên đây mở nhạc lớn làm ồn ào và khi được người nhà bên kia nhắc nhở thì sanh ra cự cãi. Tình cờ đứa con đi về nhìn thấy cha hắn cãi vã với hàng xóm, bèn nhào vô tranh cãi và tiếp theo là đánh nhau rồi lấy dao chém chết người hàng xóm. Nguyên nhân đưa đến cái chết hết sức là vô lý, chỉ vì mở nhạc lớn mà thôi. Mới hôm qua có hai chú khoảng 27 tuổi, mới vừa tốt nghiệp khóa học chính trị. Trên đường từ trường về khi mới vừa nhận được bằng cấp và nhận quyết định đi làm việc thì gặp tai nạn giao thông. Do hai chiếc xe máy va chạm với nhau khiến cho chiếc xe của hai chú này ngã ra đường. Lúc đó từ phía sau một chiếc xe cải tiến chở cát chở tới và đã cán lên hai người, khiến họ chết tại chỗ. Trường hợp khác là cha mẹ bị xe tải cán chết để lại ba đứa con nheo nhóc tại Bình Dương. Riêng về tai nạn giao thông, tính bình quân trên khắp cả nước, mỗi ngày có khoảng 20 người ra đi khỏi nhà mà không bao giờ còn có cơ hội quay trở về nữa. Như vậy, mỗi ngày nếu có 20 người chết vì tai nạn giao thông thì bình quân trong một tháng sẽ có 600 người chết và một năm sẽ đạt đỉnh điểm, có khi lên gần 10.000 người thiệt mạng. Thật là một con số khủng khiếp. Đó là chưa tính tới những án mạng do trộm cắp, chém giết, đâm chém theo kiểu xã hội đen hay những cái chết do bệnh tật, ăn uống, sinh hoạt, làm việc và tai nạn lao động nữa. Nhiều lắm. Nhiều vô số kể và thật sự hết sức nguy hiểm, hết sức bất an trong đời sống này. Thật sự trong thời gian gần đây đã có rất nhiều chuyện vô lý đến mức không thể nào tin được giống như thế đã xảy ra và liên tục diễn ra ở khắp mọi nơi, khiến cho chúng ta hết sức bàng hoàng, lo lắng và sợ hãi nơi thế giới này. Khi nghe kể như vậy chúng ta có cảm thấy sợ hãi không? Có thật sự lo sợ hay không? Thấy rõ nguyên nhân của khổ. Mục đích của việc nhìn ra được sự đau khổ là gì? Chính là để nhàm chán, yểm ly, ly tham, từ bỏ và chấm dứt mọi tâm tham chấp vào thân, tâm và thế giới này để không còn đau khổ nữa. Chúng ta cần phải cảm thấy bản thân mình thật sự có rất nhiều hạnh phúc và phải thường tự mình tác ý làm phát sinh ra thật nhiều hỷ lạc, vui thích trong tâm. Đặc biệt là chúng ta biết được rằng chính sự bình an hiện tại của mình đã được đánh đổi từ rất nhiều xương máu, huyết lệ đổ xuống của vô số con người khác.
ở một miền quê nọ, do cây cầu treo bị hư, mọi người kêu gọi đóng góp tiền từ thiện để xây dựng một cây cầu mới. Trong khi đang thi công đào xới những cái hố sâu với bể ngang khoảng vài thước để xây móng cầu, bất thình lình vách đất sạt lở vùi lấp làm thiệt mạng hai người dân tham gia xây dựng có nhà nằm cách đó khoảng 500 mét. Cho nên khi nghe tin tức về những cái chết thê thảm và đầy bất ngờ do tai nạn giao thông, do bị đâm chém trong làm ăn, vui chơi hoặc bệnh tật hiểm nghèo, bị mất mạng do lao động mưu sinh của người khác, chúng ta càng phải biết trân trọng những giây phút quý báu đầy hạnh phúc khi được ngồi yên tu tập, nghe pháp hoặc tĩnh lặng đi thiền hành. Hãy quán chiếu sâu sắc về những điều đó để ý thức rằng ngay giây phút này có rất nhiều chúng sanh đang đau khổ, đang đau đầu, đang đau đớn, đang quằn quại từ thể xác cho đến tinh thần với đủ mọi hình thức của cuộc sống. Hãy quán chiếu những giây phút này là giây phút thiêng liêng, hy hữu hiếm có, tối thượng của cuộc đời, không thể có được lần thứ hai. Không được phép để cho nó trôi qua suông mà phải kịp thời nắm bắt giây phút hiện tại này. Đừng bao giờ để cho nó đi qua một cách vô ích, hoang phí, luống uổng như một dòng nước lặng lờ trôi đi. Phải ý thức mạnh mẽ rằng mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua, thời gian dần dần tàn phá tuổi thanh xuân của mình. Nó dần làm cạn kiệt sức trẻ của mình để rồi đưa chúng ta đi đến chỗ già yếu, bệnh tật và chết chóc, kết thúc một đời sống. Cho nên chúng ta phải sống làm sao cho giây phút này thật sự có ý nghĩa. Chúng ta phải sống làm sao cho giây phút này thật sự nội hàm. Chúng ta phải sống làm sao cho giây phút này thực sự có lợi ích cho mình và có lợi lạc cho người. Đừng bao giờ đem đến sự tổn thương, đừng đem đến sầu bi khổ ưu não làm tổn mình hại người. Phải sống từng giây phút có giá trị, ý nghĩa và lợi ích cho muôn loài. Phải tìm đủ mọi cách làm cho giây phút này trở thành thực sự tuyệt vời trong sự tu học. Không thể chấp nhận việc ngồi trên bồ đoàn tu tập với tâm trí lờ mờ, ngơ ngáo, hôn trầm. Không thể chấp nhận cái tâm phóng dật, hướng ngoại. Không thể chấp nhận việc làm cho có hình thức. Mỗi cái mình học, mỗi điều mình tu phải xuất phát từ trái tim, làm bằng tâm huyết, làm bằng tất cả tấm lòng. Có như vậy đời sống này mới thật sự có ý nghĩa và có giá trị. Học phải ra học, tu phải ra tu, và làm việc phải ra làm việc. Không thể nào nói một đằng mà làm một nẻo, treo đầu dê, bán thịt chó. Cũng không chấp nhận việc làm màu hay tạo dáng giống như câu tục ngữ thùng rỗng kêu to. Hãy bằng sự quyết tâm luôn luôn tác ý tự nhắc mình phải thường trực cảm giác toàn thân và liên tục nhận diện năm uẩn. Đừng để cho việc tu trở nên nhàm chán. Đừng bao giờ xem thường việc tu và cũng đừng bao giờ lơi lỏng trong việc nội quán. Hãy luôn ý thức rõ ràng mỗi giây phút trôi qua là có vô số sinh mạng, vô số sự sầu bi, vô số sự khốn khổ trong thế gian này mà tất cả những hữu tình đang phải quằn quại gánh chịu. Phải tập ghi nhớ sâu sắc và phải tập chánh niệm rõ ràng. Dù là một bước chân cũng không để cho tâm trí mê mờ luống qua suông. Dù một lời nói cũng không để cho nó trở thành vô nghĩa, phù phiếm. Dù là một cử chỉ, một hành động cũng nhất quyết không để bị mất kiểm soát và làm trong sự vô thức. Phải suy nghĩ tích cực như vậy. Phải thường nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh, gọi là niệm chúng sanh khổ. Cũng phải thường xét nghĩ sự thống khổ của luân hồi này, sự đau khổ của đời sống này, sự tai nạn, hoạn nạn, ách nạn, hiểm nạn, nguy nan của thế giới này. Tất cả mọi nơi, mọi chốn dù là nhỏ nhất ở thế giới này cũng đều tiềm ẩn những tai họa, hiểm họa, nguy họa mà không một ai có thể lường trước. Vì sao có khổ đau? Nếu xét kỹ thì mọi tai họa ở bên ngoài và nơi thân này đều chứa đựng dục, tham, ái, vô minh, sân, si, bản ngã và tâm hướng ngoại sâu kín ở bên trong. Những thứ này ẩn tàng, chất chứa bên trong thân thể, bên trong đời sống, kiếp người để làm động cơ, làm động lực và làm suối nguồn nhiễm độc phóng xạ thúc dục, sai khiến chúng ta tạo nghiệp xấu ác, bất thiện pháp và rồi gánh chịu khổ đau mãi mãi. Bên trong thân này bất cứ giây phút nào cũng bị dục, tham, ái, vô minh, sân, si,
bản ngã và tâm hướng ngoại bao trùm che mờ và thúc giục liên tục khiến cho chúng ta luôn sống trong sự dao động. Cuồng loạn, hướng ngoại, cống cao, ngã mạn, tham đắm và sân hận không ngừng nghỉ. Cái bản ngã, ta đây thật sự khủng khiếp ngút trời mây. Chính từ sự ô nhiễm chi phối, sai khiến ở bên trong sẽ phát ra bên ngoài những chất độc tham, sân, si và bản ngã trong những suy nghĩ, những lời nói, những hành động. Chỉ cần có ai vừa chạm tới cái tôi là nó liền bùng nổ những chất độc làm cho lửa phiền não cháy phừng phực thiêu đốt cả thân tâm. Những ngọn lửa dục, lửa sân, lửa hận, lửa si, lửa bản ngã, lửa vô minh khi đi đến đâu là thiêu cháy mọi người mọi vật tới đó. Những chất độc từ này lan tỏa trùm phủ cả một vùng rộng lớn mà tự thân của người đang bị nhiễm độc không hề nhận biết. Đó chính là nỗi khổ thâm sâu của tất cả chúng sanh. Xót xa lắm, xót thương lắm, đau lòng lắm. Diệt trừ nguyên nhân gây khổ. Muốn thoát khỏi khổ thì sau khi đã biết được nguyên nhân gây ra khổ, chúng ta cần phải thấy được con đường để diệt trừ khổ rồi sau đó mới ra sức dẹp trừ, loại bỏ tận gốc rễ. Người thực hành được phương pháp diệt khổ hay bước đi được trên con đường diệt khổ đó xứng đáng được gọi là đệ tử chân chánh của Đức Thế Tôn. Cho nên hàng ngày, hàng giờ, mỗi năm tháng chúng ta vào chùa chỉ vì làm một việc duy nhất là diệt tận cội gốc phát sanh ra đau khổ. Vậy người tu cần phải làm gì? Phải có được sự thấy biết chân chánh đúng đắn bản chất của năm uẩn và căn cứ địa của phiền não, dục, ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Tìm đủ mọi phương pháp, mọi cách thức để bắn phá, tiêu diệt hoàn toàn những thứ đã làm ta đau khổ. Đó là con đường duy nhất giúp giải thoát khỏi bản ngã. Thật sự uổng phí biết bao nhiêu cho một đời tu học nếu chúng ta không thành tựu được sự thấy biết đúng với chánh pháp. Sự thấy biết chân chánh, đúng đắn về thân, tâm và ngoại cảnh xung quanh này hoàn toàn khác với tri kiến bình thường. Bởi vì đây là sự thấy biết thấu đáo từ trí tuệ giác ngộ. Chính nhờ có được sự thấy biết đúng, người tu mới thấy được cốt lõi và sự siêu việt của bốn chân lý của Bậc Thánh, Tứ Thánh Đế, mà khi xưa Đức Phật đã từng giảng. Nói trong nhiều bài kinh thuộc Kinh Tương Ưng Bộ, Phẩm Năm Thiên Đại Phẩm, Chương 12 Tương Ưng Sự Thật, Đức Phật đã nhắc lại nhiều lần rằng: Này các tỳ kheo, một nỗ lực cần phải cố gắng để rõ biết đây là khổ. Một nỗ lực cần phải cố gắng để rõ biết nguyên nhân của khổ. Một nỗ lực cần phải cố gắng để rõ biết con đường đưa đến khổ diệt. Tất cả mọi sự tu học của chúng ta đều hướng về một mục tiêu duy nhất chính là thấy được khổ, nguyên nhân của khổ và con đường diệt khổ. Hiện tại tất cả mọi khía cạnh của giáo pháp và nghĩa lý đã được trình bày một cách rõ ràng rồi. Bây giờ chỉ cần chịu khó lắng nghe, ghi nhận và thực hành nữa là chắc chắn thành công. Sau khi đã có được sự thấy biết đúng theo chánh pháp soi rọi vào bên trong thân và tâm này, chúng ta sẽ nhìn thấy được những sự cấu nhiễm, các chất phóng xạ, chất độc màu da cam, những thứ bệnh hoạn đã chất chứa và tích tụ trong tâm từ hàng hà sa số kiếp rồi. Tuy hiện tại chúng ta có chút phước báu là được tấm thân lành lặn, có được một gia đình và một chút tiền của, nhưng tất cả đều là tạm bợ giả dối, không có bền lâu. Do vì được phủ lên một cái lớp mỏng phước báu bóng bẩy ưa nhìn ở bên ngoài nên thật khó để chúng ta nhìn thấy được sự thật nằm ẩn đằng sau lớp che đậy. Yêu cầu đầu tiên của người tu theo Phật là phải có được con mắt lửa trong vàng của Tôn Ngộ Không để có thể nhìn xuyên thấu được cái lớp bao phủ ở bên ngoài này chỉ là một bao da thịt không sạch sẽ chứa đầy phân, nước tiểu và máu mủ. Chúng ta phải có được thần nhãn, pháp nhãn, thánh nhãn, trí nhãn mới có thể nhìn sâu vào bên trong, thấy rõ được dục, ái, tham, vô minh, chấp ngã, kiến chấp và một cái ta khổng lồ đang ngày đêm vận hành sai khiến. Nếu có sự công phu tu tập sâu sắc, chúng ta sẽ nhìn thấy được mọi hoạt động như nói năng, suy nghĩ, đi đứng của mình đều là do cái bản ngã điều khiển, do dục, tham, ái trói buộc sai xử. Sự thật này thật là phũ phàng. Nếu chúng ta không nhìn thấy và không chấp nhận được sự thật này thì ngay cả người xuất gia cũng vĩnh viễn và mãi mãi không bao giờ giải quyết được vấn đề đau khổ của chính mình. Huống nữa là cư sĩ. Nếu không có sự thấy biết đúng với chánh pháp,
người tu cũng vẫn khổ như thường, chứ đừng nói chi là những người không biết tu. Như vậy muốn thoát khổ, chúng ta cần phải xác định rõ con đường, nắm vững phương pháp trước khi tiến hành phá trừ và bứng tận gốc dục, tham, ái, sân, si, vô minh và bản ngã. Nếu không biết được điều này, chúng ta sẽ cứ mãi lầm tưởng tu hành là phải tụng bộ kinh này, chỉ chú kia hoặc ngồi thiền được bao lâu mới là giải thoát. Người tu Phật làm bất cứ việc gì, nếu không nhắm vào trọng tâm này thì đều không thể nhập với thánh pháp, không phải là thánh đạo và cũng không phải là bốn chân lý của bậc thánh mà Đức Phật đã chỉ dạy. Khi nhìn xét kỹ, chúng ta sẽ thấy bốn chân lý vĩ đại này rất thiết thực, gần gũi ở ngay trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Ngay trên tờ báo, hiện rõ trên những dòng tin tức diễn ra thường nhật nhan nhản trước mắt. Không phải đợi tới khi chúng ta mở kinh sách mới nhìn thấy được bốn chân lý vĩ đại. Sự thấy biết về bốn chân lý ở trên câu chữ chỉ mới là chi kiến ban đầu để giúp cho chúng ta biết được cái thấy chân chánh của bậc thánh là như thế nào mà thôi. Còn sự ứng dụng triệt để được bốn chân lý này, đòi hỏi chúng ta phải đem những lời dạy trong kinh ứng dụng vào thực tế. Phải dùng con mắt trí tuệ của bậc thánh để nhìn thấy rõ tất cả mọi khía cạnh của đời sống nhân sinh. Luôn sử dụng chân lý về khổ của bậc thánh để soi xét và nhìn rõ được bản chất hư ảo của cuộc đời này, thế gian này. Vậy cái gì luân hồi? Tham, dục, ái, sân, si, bản ngã luân hồi. Chúng ta cứ lòng vòng ở các thứ đó, mãi mãi chẳng làm sao giải thoát khỏi nó và cũng chẳng làm sao có thể chấm dứt. Có ai biết đến khi nào mình hết khổ không? Từ vô thỉ kiếp cho đến ngày nay, chúng ta đã quen chấp nhận, tưới tầm, nuôi dưỡng, chất chứa và làm tăng trưởng dục, tham, sân, si, vô minh, tham ái và bản ngã ở trong tâm. Do cứ mãi chất chứa, nuôi dưỡng, tăng trưởng và phát triển những thứ đó cho nên không biết đến chừng nào mới hết khổ. Chính vì vậy mà nói dòng luân hồi sanh tử là bất tận vô cùng, không có ngày chấm dứt. Đời sống này và tất cả những cái mà chúng ta đang nhìn thấy ở trước mắt chỉ là khổ và nguyên nhân tạo ra khổ mà thôi. Từng giây, từng phút, nguyên nhân đau khổ và kết quả đau khổ đã và đang biểu hiện ra bên ngoài. Mục đích của việc tu học là gì? Là nỗ lực tinh tấn ngày đêm triệt tiêu, triệt hạ, làm đo ván hết, diệt tận hết mọi nguồn cội của dục, tham, ái, sân, si, vô minh và chấp ngã. Đây là chân lý diệt khổ của bậc thánh. Hãy tự xem xét lại sự công phu tu tập của chính mình, nếu càng tu càng thấy giảm bớt, nhiếp phục được dần dần dục, tham, ái, sân, si, vô minh và bản ngã, rồi đi đến chỗ diệt tận, chính là đã ứng dụng thành công. Trái lại, nếu càng tu mà dục, tham, ái, vô minh và bản ngã tăng thêm nhiều thì chẳng khác việc bỏ thêm củi than hay những chất gây cháy vào lò để tiếp tục đốt nữa. Sự tu tập thành công đã khiến cho những thứ độc hại không còn chất liệu để làm ra khổ nữa, giống như củi hết, lửa tắt vậy. Cũng giống như việc chúng ta không còn bỏ thêm củi vào lò để đốt nữa, mà chỉ là chờ cho nó cháy hết và tàn lụi những khúc củi đã bỏ vào trước đó mà thôi. Cũng vậy, vị thành tựu được sự thấy biết đúng với chánh pháp giờ đây chỉ còn chờ cho tàn hết củi của dục, tham, ái, vô minh và bản ngã, rồi ngọn lửa sẽ tắt lịm. Mặc dù lúc này dục, tham, ái, vô minh và bản ngã vẫn còn sanh khởi trong tâm, nhưng nó sẽ mau chóng dần nguội lạnh và tắt ngúm vì chúng ta không còn cung cấp nhiên liệu cho nó nữa. Chúng ta tác ý nói với nó, thôi, đến đây là vừa đủ rồi. Ta đã quá mệt mỏi, chán chường với các ngươi rồi. Thôi, tham ái hãy dập tắt đi, nóng giận hãy nguội lạnh đi, bản ngã hãy tiêu vong đi, tâm hướng ngoại hãy tịch tịnh đi, vô minh hãy tan biến đi, si ám hãy sạch sẽ đi. Đó chính là cái hướng đi ra của mình và cũng chính là phương pháp dùng để dập tắt những ngọn lửa dục, tham, sân, si, bản ngã. Dập tắt tức là niết bàn. Dập tắt cũng chính là con đường diệt tận khổ đau của bậc thánh. Như vậy, cốt lõi của sự tu chính là dập tắt những ngọn lửa trong tâm và làm cho nó trở nên mát mẻ, diệt tận, chấm dứt.
Đó cũng chính là nghệ thuật sống bình an của người con Phật chân chánh. Trình tự của phương pháp tu tập diệt trừ tận gốc khổ đau theo đúng tinh thần Kinh Nikaya được tóm gọn lại như sau. Đầu tiên là phát giác, phát hiện ra nơi trú ẩn của dục, tham, ái, sân, si, vô minh và chấp ngã. Kế đó là nhiếp phục và làm giảm thiểu. Cuối cùng là chấm dứt diệt tận dục, tham, ái, sân, si, vô minh và chấp ngã. Cách thức tu tập giải thoát khỏi phiền não khổ đau là như vậy. Đây là tổng cương lĩnh của toàn bộ thánh giáo, là cốt lõi của kinh tạng Nikaya mà Đức Phật đã truyền trao lại và cũng là nền tảng tu tập của chúng ta. Khi đã nghe được từng chặng đường tu tập rành rõ và cụ thể như vậy, chúng ta hãy hân hoan để bắt tay vào thực hiện. Bên cạnh sự nhiếp phục và đoạn tận dục, tham, ái, sân, si, vô minh và chấp ngã như quán bất tịnh của thân, 32 thể trược và 9 giai đoạn của một tử thi, quán giỏi ăn, quán bộ xương, hoặc sử dụng như lý tác ý, sự tu tập còn đòi hỏi chúng ta phải khéo sử dụng những thiện pháp là siêng năng bố thí, cúng dường và làm thêm những thiện pháp khác như tu tập tâm từ, bi, hỷ, xả và tập mở rộng tâm của mình như đã nói ở phần trên là việc làm rất cần thiết và quan trọng. Tại sao? Khi chúng ta thực hành có được sự thấy biết đúng với chánh pháp sẽ phát giác căn cứ của phiền não, rồi dần dần đi đến chỗ nhiếp phục phiền não và khi đó chúng ta sẽ cảm thấy rất vui sướng với những điều mà từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy, chưa từng cảm nhận. Từ hồi xưa đến giờ, do bị những thứ dục, tham, ái, sân, vô minh và bản ngã trà đạp, áp bức, khống chế, nên tâm luôn có nhiều đau khổ sầu muộn. Nhưng giờ đây chúng ta bắt đầu trỗi dậy để phản kháng quật ngược trở lại chúng và vì vậy mà trong tâm sẽ tràn đầy cảm xúc vui sướng, hân hoan. Cho nên chúng ta cần phải khéo tu tập tâm hỷ lạc, nuôi lớn thêm sức mạnh của sự diệt tận phiền não. Có thêm nghị lực để làm tiếp công việc thần thánh thiêng liêng, tối thắng, tối thượng, tối đại, tối tôn, tối đệ nhất, quý hiếm nhất trên thế giới này. Nghệ thuật sống hạnh phúc. Bốn chân lý vĩ đại là một nghệ thuật sống của Bậc Thánh, là kỹ năng sống của Bậc Thánh, là khả năng sống của Bậc Thánh, là năng lực sống của Bậc Thánh, là diệu dụng của Bậc Thánh, là thành tựu của Bậc Thánh, là chi kiến của Bậc Thánh, là thể nhập của Bậc Thánh, là đạo lộ của Bậc Thánh, là thành quả của Bậc Thánh, là con đường của Bậc Thánh, là trí tuệ siêu việt của Bậc Thánh. Như vậy con đường diệt khổ hay bốn chân lý vĩ đại của Bậc Thánh đã được Đức Phật hiển bày rất rõ ràng, không còn gì che mờ hay ẩn khuất tăm tối nữa. Giờ đây chúng ta chỉ cần chấp nhận, nỗ lực, siêng năng quán chiếu, tư duy, tư sát là có thể bước vào dòng Thánh. Tối thiểu cũng là hướng dự lưu hay nhập lưu tham dự vào dòng chảy trí tuệ giác ngộ, xứng đáng bước vào bốn đôi tám chúng, chính thức làm đệ tử của Đức Phật. Tất cả chúng sanh đang hướng tâm đi vào dục, tham, ái, sân, si, bản ngã, tài sắc, danh lợi. Còn chúng ta đang hướng tâm đi ra khỏi những thứ đó, gọi là hướng dự lưu. Một bên là đi lên chỗ giác ngộ giải thoát, sáng suốt cao rộng và một bên là đi xuống những chỗ u mê, tăm tối, ngục tù vô minh, khổ sầu. Ở sâu trong tâm của bất cứ ai bắt đầu xác quyết muốn hướng đi ra, không còn muốn quay trở vào đó nữa, chính là bậc hướng dự lưu. Cho đến khi nào người đó hoàn toàn xác quyết về tứ thánh đế, lòng tin bất động đối với tam bảo thì bước vào hàng nhập lưu. Sự tu tập như thế là chắc chắn giác ngộ, cầm được trên tay chiếc vé niết bàn và chỉ chờ ngày lên máy bay mà thôi. Vĩnh viễn không còn quay trở lại mê lầm, vô minh và khát ái của phàm phu thấp hèn nữa. Tập khí về dục, ái, tham, sân, si tuy vẫn còn, không phải sạch hết nhưng bây giờ nó đã bị mài mòn và chỉ còn chờ ngày cạn kiệt rồi giã nát. Từ đây về sau người này không còn tưới tầm, tăng trưởng phát triển cho những thứ đã gây khổ cho mình nữa. Và chỉ còn chờ thời gian và sự nỗ lực tinh tấn để làm cho nó khô kiệt dần dần, mài mòn dần dần,
tan lụn dần dần rồi tan nát hết thành hư không. Đó chính là chân lý diệt trừ khổ của Bậc Thánh. Đây là con đường của Bậc Thánh. Đây là con đường tuyệt vời nhất. Đây là điều thiêng liêng nhất, tối thượng, tối cao, tối tôn, tối đại nhất trong cuộc đời này. Đây chính là con đường đúng đắn và chân chánh mà chúng ta đang đi. Hãy ý thức sâu sắc về điều đó để có được hạnh phúc với nó, vui sướng với nó, hoan hỷ với nó. Chánh pháp tuy đơn giản nhưng đưa đến giải thoát niết bàn an lạc, chấm dứt hết khổ đau. Còn những pháp khác có nhiều hình thức phức tạp và màu sắc nhưng lại dễ đưa đến nhiều lối tẻ và không chấm dứt hết đau khổ. Những sự rầm rộ, huyền náo chỉ tồn tại chút xíu rồi lụi tàn. Trái lại những việc bình thường, đều đặn sẽ sống mãi theo thời gian. Cũng giống như nước lọc tuy không màu sắc và mùi vị mà uống hoài không chán và duy trì được mạng sống. Trái lại các loại nước ngọt hay nước tăng lực tuy có tạo ra sự ham thích nhưng không thể uống hoài và cũng dễ gây ra bệnh. Là hét nhiều rồi sẽ khan tiếng, đi chạy nhiều rồi sẽ mệt mỏi, ăn quá nhiều rồi bị khó tiêu và sinh bệnh. Mấy thứ dục lạc nổi lên rầm rộ nhưng chỉ tồn tại được một thời gian là tan mất. Chỉ có tâm thanh tịnh sáng suốt thấy rõ năm uẩn là trí tuệ tối thượng trường tồn. Cho nên điều quan trọng trong sự tu tập thực hành thánh đạo là phải giữ được bền lâu, thâm trầm, sâu lắng. Tránh làm hình thức rườm rà và những điều huyền bí, kỳ lạ. Chúng ta phải luôn nhớ một điều duy nhất về bổn phận và trách nhiệm của mình là diệt tận tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Một khi đã bước đi vững chắc trên con đường đó, chúng ta sẽ càng ngày càng tiến gần đỉnh cao của sự thành công. Tuyệt diệu lắm. Tuy khó khổ lúc đang tu học nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng cảm nhận được niềm vui. Học khổ để thấy khổ, giảm khổ, bớt khổ và chấm dứt hết khổ. Mấy vị bác sĩ khi còn ngồi trên ghế trường đại học chỉ học toàn là bệnh lý cho nên sau này mới biết được cách trị hết các loại bệnh. Người tu cũng giống như vậy. Muốn hết khổ thì trước phải biết rõ về khổ, sau đó mới có thể chấm dứt khổ và thoát khỏi khổ. Cho nên đừng nên ngạc nhiên khi thấy ngày nào lên pháp tòa, vị thầy hay giảng sư cũng nói duy nhất về khổ. Bởi vì nhờ nói nhiều về khổ mà chúng ta mới hiểu rõ sự nguy hại và giảm bớt khổ rồi dần đi đến chỗ hết khổ. Giống như vị giáo sư ngành y bất cứ khi nào bước lên giảng đường cũng đều giảng. Nói về bệnh lý là nhằm để giúp cho sinh viên y dược hiểu biết và nắm vững được tính chất của bệnh. Sau đó mới tìm ra phương pháp trị bệnh, chữa bớt bệnh và đi dần đến chỗ hết bệnh. Khi chúng ta chịu khó nghiên cứu về cái khổ lâu dài nhất định sẽ thấu đạt được khổ, thấy rõ được tai hại và nguy hiểm của khổ để xuất ly đi ra khỏi khổ đau. Đó là sự tuyệt diệu của bốn chân lý vĩ đại của Bậc Thánh. Càng học về khổ chúng ta càng vui, càng thấy rõ cái khổ chúng ta càng vui hơn, càng hiểu rõ về khổ chúng ta càng vui nhiều hơn nữa, càng thấu rõ được khổ chúng ta càng vui tột bậc. Đồng thời chúng ta có thể làm giảm thiểu, giảm bớt được những cái đưa đến khổ và dần đi đến chỗ chấm dứt hoàn toàn. Vĩnh viễn chúng ta sẽ không còn đi theo những thứ dục, ái, tham, sân, si, bản ngã và bị chúng nhấn chìm làm cho khổ nữa. Cho nên niềm vui của người học Phật chân chánh là cần phải nỗ lực để thấy biết, tư sát, chiêm nghiệm, quán chiếu và tu tập mà không phải chỉ khéo nói trên miệng. Nhưng khi trở ra ngoài làm việc thì dính mắc, ràng buộc và đau khổ. Chúng ta phải tự tách mình từ từ ra khỏi những lời nói, những suy nghĩ, những hành động, những cảm giác, những ý tưởng cho đến khi năm uẩn hoàn toàn được thanh tịnh thuần khiết. Bốn chân lý này là cách thức mà Bậc Thánh sinh sống, là cách mà Bậc Thánh đã sống, là cách mà Bậc Thánh sinh tồn, sinh thành, sinh trưởng và sinh ra. Chúng ta cần phải học và vận dụng được bốn chân lý này để có được niềm vui tối thượng. Đó chính là bí quyết và cũng là nghệ thuật sống hạnh phúc tối thượng của Bậc Thánh nhân. Buổi sáng này thật là tuyệt vời. Buổi sáng này thật là kỳ diệu. Buổi sáng nay thật là an tịnh. Yên lặng, yên lặng, một sự yên lặng bao la. Với một nội tâm thật là bình an. Sáng nay là một buổi sáng diệu kỳ. Tất cả không gian, thời gian và vạn vật dường như dừng lại và bất động. Một sự bình yên,
một sự yên tĩnh, một sự thanh tịnh trùm khắp đất trời, trùm khắp hoàn vũ, trùm khắp địa cầu. Chúng ta đang trải nghiệm một sự an lạc của xuất ly, sự an lạc của ly dục, sự an lạc của các bậc thánh hiền đã khen ngợi, đã an trú và đã sống. An lạc nhẹ nhàng, sự thanh tịnh, thanh thoát, thanh cao. An lạc bao la vô tận và thênh thang. An lạc của sự thoát ra tất cả mọi tham ái, sân hận, vô minh và bản ngã. An lạc của một nội tâm trầm lặng, thanh tịnh, an bình. Trên đôi môi của chúng ta đang nở một nụ cười hàm tiếu, một nụ cười của sự hạnh phúc, một nụ cười của sự chiến thắng, một nụ cười của sự chinh phục, nhiếp phục. Một nụ cười của sự hân hoan được thoát ra khỏi những sợi dây ràng dịt của dục, tham và ái, thoát ra khỏi những sợi dây trói buộc của thân kiến vô minh, chấp thủ, thoát ra khỏi những sợi dây chằng chịt của nhân ngã, bỉ thử, cao thấp, thắng bại, phàm phu, đê tiện, bỉ ổi, thoát ra tất cả những sợi dây trói cột của vô minh và khát ái. Hôm nay ngồi đây giữa trời đất, chúng ta đã nhìn thấy rõ được bộ mặt thật của toàn bộ thế giới vạn vật này chỉ là năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thấy rõ nguyên nhân dẫn đến sự đau khổ của muôn loài chỉ nằm ở ngay một chữ thủ này mà thôi. Sự chấp thủ, sự bám chặt, bám víu, bám dính vào năm uẩn này. Sự bám chắc, bám sâu, bám rễ vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là nguồn cội của tất cả khổ đau. Với tuệ giác của sự thấy biết chân chánh cho phép chúng ta nhìn thấy đúng và chân xác về thân tâm này, không còn gì nghi ngờ nữa. Chúng ta hãy mạnh mẽ, quyết tâm đánh gục ngã hết tất cả, diệt tận hết tất cả những mầm mống của dục, tham, ái, vô minh, bản ngã và những cái tâm hướng ngoại danh lợi để ngẩng cao đầu ca vang chiến khúc khải hoàn. Còn điều gì tuyệt vời hơn nữa? Còn điều gì thủ thắng hơn nữa? Còn điều gì vi diệu hơn nữa? Còn hạnh phúc nào bằng hạnh phúc này nữa? Kính thưa quý vị thính giả, cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe audio lời dạy cổ nhân, lời Phật dạy. Trong audio này, chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị một số lời dạy của cổ nhân và Phật giáo, những bài học quý giá giúp con người sống tốt đẹp hơn. Lời dạy của cổ nhân và Phật giáo là những kinh nghiệm sống quý báu của những bậc tiền nhân, được đúc kết qua hàng ngàn năm lịch sử. Những lời dạy này vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay, giúp chúng ta có thêm những bài học cuộc sống, biết cách đối nhân xử thế, tu tâm dưỡng tính, hướng thiện, sống một cuộc đời ý nghĩa. Quý vị có thể đăng ký kênh và chia sẻ audio này cho bạn bè, người thân. Quý vị cũng có thể bình luận về audio để cho chúng tôi biết những suy nghĩ, cảm nhận của quý vị về nội dung audio. Cảm ơn quý vị. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những audio tiếp theo.